Đơn của trưa hôm nay thì em chưa gọi hết chị ơi. Hello cái tình yêu. Các chị chia sẻ lên trang giúp em với nhá. Em chia sẻ lên cái page chính của em đã. Chưa thấy phát hiện chưa thế. Tối hôm nay lại có vẻ không ổn đấy. Các chị có nhìn em không ạ? Các chị cho em xin một vài nút chia sẻ lên trang cá nhân giúp em với nhá. Để cho anh cái máy của mình này. Hello, em chào chị Lâm Dự ạ. Hello Hảo Bích nha. Em chào chị Hoàng Phan ạ. Em chào chị Trần Sâm nha. Hello các tình yêu đang xem livestream của em. Chúc các tình yêu một buổi tối cuối tuần vui vẻ nha. Quay sang nhiều cuộc nhỡ này. Về chiều gọi các chị nghe. Quần em đang có bán mà chị ơi. Áo năm mặc không có bán chữa hết hàng rồi. Em lên luôn áo không nhá các chị ơi. Đấy chị ạ. Em chào Hồng Nhung. Hello chị Quỳnh Trần. Tối hôm nay các chị có nhìn rõ không ạ? Chị nhận được thông báo không? Có rất là nhiều chị nhận được thông báo luôn. Hello Trang Huyền. Em lên luôn mẫu trong buổi tối ngày hôm nay các bác này. Hello, quần đang mặc là 290.000, giá sale các bác ơi, 350 sale 290. Chợ quần bò chun, hàng đẹp nhé các chị nhá, sale 290 ạ, quần này các chị này. Em lên luôn một cái mã áo đá nhé các chị ơi, áo đá đẹp nhé các chị này. Xịn sò luôn. Ok không ạ? Sắp luôn các chị này. Chị, các chị lên mã này là mã H1 của em với. Chị xem một em màu với size đấy. Một con áo đá hàng gọi là đỉnh cao dã man luôn. Có size L và size gì đấy chị? À đỉnh đá nhá.
Bây giờ là còn size nào thì em lên size đấy thôi. Đen XL, trắng size L này. Đen XL với 2X. Đen 1X 2X này, trắng của size L cho em. Size L các chị được khoảng 51-52 cân đổ về em chốt đơn nhá. H1 cho em 110.000 đồng. Rồi rõ lắm, em cảm ơn chị Hồng Nhung. H1 em có đỏ đen trắng ạ. Đỏ đen trắng 3 màu ạ. Đỏ XL trắng. Đỏ XL, XL các chị dưới 60 cân này. Đen màu trắng em có size các chị từ 50-51-52 cân đổ về ạ. Màu đen có size các chị tầm khoảng bao nhiêu cân đây? Từ 50 cân đến tầm khoảng là 60. À size L các chị từ trên 40 cân đổ lên nhá. 40 cân tầm 60 cân đổ về. À đến tầm 65 cân ạ. Mã này có cả đá XL các chị này. H1 cho em ạ, chia sẻ livestream các chị nhận đơn hàng nhá. 110.000 đồng giá sale. Các chị nhìn cho em có dòng áo đính đá này các chị này, có áo à, có sóc bò chị bé Thủy ơi. Đây các bác nhìn cho em mã hàng này. Để chặn toàn bộ hàng Quảng Châu cho em ạ. Mã này em chỉ còn ít thôi các chị nhá. Em tặng các chị nốt là 110.000 đồng một áo. Các chế lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Áo đen em mà không có bán nha Trung Quang Trung ơi. Ok chưa? Các chị nhìn cho em này, áo đá hàng xịn xò luôn, giá ở trong vụ của hàng 185.000 đồng. Em tặng các chị nốt là 110.000 và tại vì là mã này em còn ít. Ok chưa ạ? Đây màu đỏ cho em này. Màu đỏ em có XL các chị dưới 60 cân cho em. 60-62 cân đổ về em chốt đơn các bác nhá. À, H1 đúng không chị? H1 cho em. Các chị chọn màu và chọn size vừa cho em ạ. 110.000 đồng một áo, bao giá thị trường luôn. Đó, mã này em còn rất là ít thôi. Các chị ơi, hàng lẻ nhá các chị nhá, hàng lẻ cho em ạ. Em có đen, đỏ, trắng 3 màu. À phông đính đá. Hàng gọi là chất lừ luôn như này luôn ạ. Em tặng các chị 110.000 đồng, em xả nốt để nghỉ dịch cho các bác nhá. Xả nốt nghỉ dịch đây. Số lượng nó không còn nhiều nữa ạ. Em chào chị Tomri. Hôm sau hôm nay im vậy trời. Chị Mai Loan rồi ok luôn ạ. Chị nào chưa chốt được. Đấy, bây giờ là mạng lại có vấn đề này. Chị H1 cho em mạng bao nhiêu tiền nhỉ? 110.000 đúng không? Ôi xả rẻ bèo như này luôn ạ. Em chào Triệu Nhịp nhá. Đặt lại mã lúc chưa được không? Được chị ơi, mã lúc chưa đặt lại được nhá. H1 đen đỏ ok chị Duyên Minh Mỹ ạ. Ok chị Hoa Lan này chị này, đưa cho em với. Sốc bò em 40 cân thì mặc size S thôi em ơi, bé Thủy nhá. Các chị nhìn cho em áo này thì trong vụ làm gì có giá này đâu các chị. Trong vụ không có giá này luôn ấy. Các chị nhìn cho em áo xịn xò luôn, từ cái túi trở đi luôn ạ. Giá này em bán rẻ hơn cả hàng xưởng luôn ấy. Chị Thủy, Thu Thủy à. Đây nhá, đầu em còn đúng bằng này chiếc thôi, nhanh chị nào nhanh tay được cái chạm 110.000 đồng. Giá này em không câu like, không câu view. Chị nào chốt đơn lên số điện thoại là có đơn ạ. À, đặt lại mã lúc chưa được chị ơi. Thu Nguyễn rồi ok này. Hoa Ngọc Lan có đơn hàng ạ. H1 cho em ạ, 110.000 đồng một áo. Nhận hàng kiểm hàng cho em thoải mái ạ. Dưới 62 cân đổ về các chị có size vừa nhá. Cứ dưới 62 cân đổ về các chị chốt đơn ạ, 110.000 đồng. Ok chị ạ. Chất của nó toàn bộ dòng cotton cho em ạ, 100% cotton. Chị ơi, hàng này nó không đánh size SM nhá, đánh là L, 1XL với 2XL. Quần em mặc là quần này là quần là đỉnh 2 đúng không? Đỉnh 2. Quần em mặc là đỉnh 2. Đỉnh 2 cho em là 290.000 giá sale. Hàng này hàng 350 ạ. Đồ gỗ Tiến Long rồi ok em chốt đơn. À, hello Phùng Thảo nha. Không ẩn có mình nhưng mà là nó chặn tương tác. Các bác cho em xin một vài nút chia sẻ lên trang cá nhân giúp em với. Chia sẻ lên hội nhóm giúp em với tình yêu nhé. Tại vì là Facebook này nó bóng tương tác rất là nhiều luôn ý. Đấy. Đỉnh 1 và shop 2 rồi ok. Nói chung là những cái đơn, những cái mã hàng của buổi trưa ngày hôm nay thì em vẫn để mã bình thường. Các chị cứ lên đơn cho em ạ. Chị Hoa Ngọc Lan rồi ok chút đơn nhá. Riêng những cái dòng đính đá này các chị có dùng mà các chị giặt máy thoải mái, nó không bị bong đá. Ok chưa ạ? Chất thì gọi là nét căng luôn. Các bác nhìn cho em áo này. Ôi, các chị ơi, lâu lắm mới về cái mã này và mã này em săn được sale các chị nhá. Chị cho em xin một cái mã áo gió đi. Các chị thích áo gió không ạ? Hôm rồi em thấy có rất nhiều chị hỏi là Loan ơi còn áo gió hàng Quảng Châu không? Thì hôm nay là cố gắng săn cho các chị một mã. Ừ, tới trên một mã được. Chị xem em luôn size số xem còn size gì nhá. Một mã áo gió của Burberry cho em rất là đẹp luôn các bác. Chia sẻ livestream mã này em ưu tiên chốt lượt chia sẻ nha các chị nhá. Chốt chị nào có lượt chia sẻ cho em ạ. À cái này đấy là hình như là 1x 2x gì đấy. Đây. Cái mã chữ giờ này trước mình bán gọi là tiên đảo luôn đấy. Các chị nhìn này. Một con áo gió của hàng đỉnh cao luôn. Đấy chị ạ, quần bó đang mặc có bán chị Thảo Nguyễn nhá. Nhưng mà chị ơi xem em xem là có những size gì ấy. 1x 2x. 1x 2x à? Rồi ok. Các chị nhìn áo gió này. Xuất sắc chưa các chị?
Cái chạm xuất sắc dã man luôn. Trong vụ của nó hàng 380. Ghen đỏ. Trong vụ hàng 380.000 nha bác nhá. Nói sai mất lộc luôn. Để chạm những cái hàng này. Hàng Quảng Châu cho em. Để chạm nó lại sẽ là hàng gió dày dặn, mũ tháo rời cho em. Ok chị ạ, trong vụ là em bán cái hàng lót lông nhưng hàng này là hàng không lót lông mà chất nó rất là đanh và dày luôn. Đắt hơn cả hàng lót lông. Có màu, có hai cái màu hồng tay em hãy. Hả? Có hai cái màu hồng tay. Màu hồng có đúng hai chiếc á. Ừ. Rồi ok này, mã này nhé em về được ít nha các chị nhá. Các chị comment là mã là gió 1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu vàng có mấy size chị? Màu vàng một chút màu vàng nói chung là sẽ có size các chị tầm khoảng 65 em đỏ 1x2x. 65 cân đổ về, các chị từ 45 cân đổ lên đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Đây các chị này, mũ này các chị không thích các chị tháo rời được cho em nhá. Một con áo khoác đẳng cấp luôn như này. Em đang về được màu vàng này, màu đỏ cho em các chị này. Đấy chưa? Màu đen này và màu hồng em có đúng 2 3 chiếc màu hồng thôi, 2 chiếc màu hồng các chị yêu. Cho nên màu hồng thì ngày mai chị đóng ăn thì chốt đơn nhá. Còn em về 3 màu cơ bản nó sẽ là màu vàng này, màu đen và màu đỏ. Để chạm màu vàng, màu đen, màu đỏ các chị lên đơn hàng cho em mã này. Để chạm toàn bộ hàng theo cho em ạ. Bếp ori cho em các chị này. 199.000 đồng. Các chị nào lên tay có đơn nhá, em chỉ có vài chục cái thôi. Em chỉ săn được vài chục cái cho các bác thôi. Còn vào vụ thì nói chung là gió này không bao giờ lỗi mốt. Để chạm những cái gió pha viền kẻ bếp ori này không bao giờ lỗi mốt luôn. Các bác nhìn hàng cho em nhá. 1XL với 2XL nó tương đương với size từ 40 cân đến tầm 65 cân. 40 cân đến 65 cân các bác thì mình mặc vừa cho em. Đây các chị này, đấy chưa ạ, 199.000 đồng một áo. Các chị chọn màu và các chị chọn size vừa. Xử lý đơn rồi ok, ngày mai nhân viên em đi làm xử lý đơn cho chị sau nhá. Mã này là mã gì ạ? Gió 1 đúng không chị? Gió 1 kèm số điện thoại cho em. Không, trong vụ em không còn sót một cái nào đâu. Đấy, gần Tết một cái là em xả hết rồi. Cái mã này là em mới về thêm thôi. Ok chưa ạ, đợt trước về thì em là về gió lót lông. Nhưng gió này các chị nào khách miền Nam vẫn mặc được tốt. Ok không ạ? Các chị nhìn cho em này, sang xịn. Thật sự luôn các chị yêu. Cái màu vàng của nó sẽ bên ngoài nó sẽ là màu vàng đậm các chị nhá. Màu vàng đậm cho em. Ok không ạ? Mũ này không thích các chị có thể tháo rời ra cho em được. Một con áo khoác đẳng cấp này luôn ạ. Chất gió của nó sẽ là hơi co giãn nhẹ. Em tặng các chị là 199.000 đồng một áo. Các chị chọn màu, các chị được chọn size vừa, nhanh tay có đơn. Để cho em mặc là màu vàng này, màu đỏ và màu đen. Đấy, màu đen có nhiều không chị? Nói chung là có ít không? Chủ yếu là có màu đỏ thôi. Màu đỏ, màu vàng. Chủ yếu màu đỏ, màu vàng. Còn màu đen em có ít thôi các chị nhá. Nói chung là màu đen có vài cái thôi. Màu hồng em có đúng 1-2 chiếc. Tại vì hàng này hàng gold sale nên là size số của nó sẽ không được đều ấy. Nên các chị làm nhanh tay, các chị chọn được size vừa cho em. Mà em hứa luôn các chị là trong vụ không có giá này đâu. Trong vụ không có giá này luôn. Các chị nhìn cho em một con áo này cầm nó nặng tay luôn. Hàng này không phải hàng Việt nhá chị nhá. Toàn bộ hàng của nó hàng Quảng Châu cho em. Đấy chưa ạ? 199.000. Xuất sắc luôn. Nói chung là những cái khoác này chị em mình dễ mặc, nó nhẹ nhàng, nó không gọi là dày quá. Chị Phương, Phương rồi ok chị luôn ạ. Gió 1 cho em. Đây các chị nhìn cho em tông màu đỏ này. Đấy chưa ạ, 199.000 đồng. Các bác lên đơn cho em. Ôi, quên mất không bật cái điều hòa. Bảo sao mà hôm nay cứ thiếu thiếu cái gì chị không ạ. Rồi chị Nguyễn Linh có này. Chị Phương, Phương comment cho em một lần mà đúng số điện thoại cho em là được ạ. Chị Nguyễn Huy rồi ok em chốc đơn. Chị Thắm Tươi rồi ok em chốc đơn hàng. Chị nào trong vụ đã nhận, đã mua hàng áo gió như em rồi cho em xin một cái feedback. Trời ơi, kẻ bếp body cho em này. Mặc gọi là sướng cuộc đời luôn. Không bao giờ nó bị lỗi mốt riêng những cái mẫu nhài cho em mà chất nó đẹp các chị nhá. Chất nó sẽ là hơi co giãn nhẹ cho em. Hàng xịn sò luôn, 199.000 đồng ạ. 199.000 đồng chị Quỳnh Tiên lên số điện thoại cho em nhá. Nói chung là khách quen hay khách lạ cũng để lại số điện thoại cho em với. Phương Tác ơi, 199.000. Đấy, nhận hàng kiểm tra cho em thoải mái trước thanh toán ạ. Đây các chị yêu, nhìn cho em cái mã hàng gọi là nó đẳng cấp như này luôn mà giá gọi là giá quá rẻ. Trong vụ nhập vào nó không được đâu các chị ạ. Trong vụ giá nó cao. Chị Thảo Linh rồi ok em chốc đơn ạ. Đây này áo gió, em mặc là áo gió đây là cái gì chị? Đây chẳng là áo gió hay là cái gì, hỏi em còn áo gió không? Áo em mặc là áo gió mà chị, toàn bộ hàng Quảng Châu này cho em. Ok chị ạ, 199.000 đồng một áo. Ngày hôm nay em về được có mấy trăm áo thôi. Các mẫu, chị Minh Minh rồi ok em chốc đỏ đen. Áo bên trong á, áo bên trong 110.000. Áo bên trong là mã H1. Áo bên trong là H1 cho em 110.000. Còn áo gió bên ngoài là gió 1 cho em. Gió 1 cho em là 200.000 đúng không? 200.000 đồng một áo. Các chị không thích các chị tháo mũ được cho em nhá. Để chạm một con khóa, con áo xịn gió này cho em ạ. Mũ kẻ cho em này, trông nó sang, nó trẻ trung ạ. Để chạm chị Hoàng Thị Nga rồi ok này. Chị Huy Khôi rồi ok ạ.
Chị ơi, cái chất này nó là hàng hai lớp mà chị, mỏng quá thì nhà em chưa về được. Nhưng mà cái chất này nó vào vụ nó đắt lắm chị ơi, hàng toàn bộ hàng gần 400 nghìn một cái. Để chị ạ, có chỗ họ còn bán 500 nghìn cơ. Đây màu đen thì em chỉ có vài chiếc thôi. Hôm nay nó không về được màu đen mấy các chị nhá. Màu đen em có ít. Đấy chị yêu nào lên cho em là mã gì ạ? Gió 1 cho em màu đen và kèm số điện thoại cho em. 200 nghìn một cái, 200 nghìn một cái em làm đồng giá cho các bác nhìn hết. Đấy chị ạ, cam kết luôn là giá trong vụ nhập cao hơn bây giờ là giá em bán lẻ ra. Đó. Nó nhẹ lắm. Đến vào vụ các chị em mình bắt đầu là chớm vụ chị em mình mới cần đến. Có còn bây giờ nóng là chị em cảm thấy là nó chưa cần thiết đúng không ạ? Nhưng mà vào vụ không có giá này đâu. Chị Hương Quân Thị rồi ok, chị Yến Trần ok, tại vì là dịch giã này chẳng biết là đến khi nào nó mới lại ổn định trở lại ấy. Cho nên là bây giờ là có bao nhiêu cái là em bán rẻ nốt cho các chị nhá. Để chị có size 60 cân có chị ơi, 65 cân đổ về các chị chốt đơn thoải mái cho em. Để chị có size thoải mái các chị đến 65 cân đổ về các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Chị đang mặc size 1X đấy em, hàng này không có size L nhá. Không có SML đâu, nó đánh là 1XL, 2XL. Đấy không có SM đâu em ơi. Tùy từng form áo người ta đánh size thôi. Tùy từng xưởng, tùy từng nhà người ta đánh size thôi. Chứ không phải cái nào cũng theo ba lem là SML hoặc là 1X, 2XL. Đấy ví dụ thế. Chị Minh Nguyễn ok, chị Nguyễn Kim Anh rồi ok em chốt đơn. Gió 1 cho em qua mẫu nhé các chị nhá. 199 nghìn đồng một áo em bao giá thị trường luôn mã này. Đấy chưa ạ? Các chị nhìn cho em cái lót bên trong của nó này. Chất toàn bộ chất đẹp nhá. Chị nào đã mua dòng này của những em rồi các chị biết. Và giá trong vụ của nó sẽ cao hơn gần gấp đôi giá hiện tại bây giờ. Đấy chưa ạ? Đây hồng thì em chỉ còn 2 chiếc thôi. Em bị dơ mẫu các chị nhá. Hồng còn đúng 2 cái thôi. Đấy, hết hàng rồi. Những cái mã này là người ta sale cắt mẫu thì chị em mình được mua rẻ. Chị Hoàng Hương rồi ok. Chị ơi cho em một mẫu khác đi. Đấy chưa ạ? Gió 1 cho em 199 nghìn. Áo em mặc là mã gì nhỉ? H1. À, áo em mặc là H1 chị ơi. Áo H1 em có là đỏ đen trắng, 3 màu cho em nhé. Có sang các chị 62, 62 cân đổ về. Cái gì chị? Đó nhỉ. Từ từ đã. Rồi. Đây lên tiếp không nữa chị này. Áo đang mặc là H1. Đây áo em mặc H1 em có 3 màu cho các chị luôn ạ. Chị Biên La rồi ok em chốt đơn nhá. Đây lên các chị một con áo đá đẳng cấp luôn. Tiếp theo các chị này, mã này các chị comment cho là H2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em về luôn áo gió các chị không mua, các chị quý lắm. Các chị mua không mua bây giờ, các chị vào vụ mua đắt một gấp đôi tiền luôn. Chứ bây giờ các chị mua được rẻ, tại vì thời tiết đang nóng như này. Mà chị ấy mình mua áo gió cái gì nó trái vụ nó cũng được rẻ luôn đấy các chị này. Các chị nhìn áo này, để chị ạ, ok chị trang lên nhá. Mã này còn mấy size? Một size là nguyên size L á? Ừ. Chết rồi. Chị mã này còn nguyên size L này. Còn nguyên size L. Mã này các chị lên đơn chưa là H2. H2, một con áo hàng xịn sò luôn như này các chị yêu nhá. Chị Aka Long Hồng rồi ok ạ, chị Tim Bà Già rồi ok em chốt đơn. Nói chung là có size các chị cứ 65 cân đổ về cho em con áo gió ấy. Đấy. Các chị cứ chốt đi, có size các chị vừa. Mã này là H2 cho em. H2 em chỉ còn nguyên size các chị từ khoảng 54 55 cân đổ về thôi. 40 cân đổ lên đến khoảng 55 cân đổ về các chị chốt mã này trên là H2 ạ. Em có hồng trắng à. Hồng nhạt, hồng đậm với lại màu trắng cho em. Em còn nguyên một size L. Đấy chưa? Em còn nguyên size L các chị lên đơn hàng cho em mẫu này. H2 và kèm số điện thoại cho em ạ, 110.000 cho các chị nhá. Này chị ơi, 110.000 đồng. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ hàng giá cũ của nó là hàng 185, bây giờ em xả các chị là 110.000 đồng. Nguyên size L các chị yêu này. Đấy chưa? Hồng đậm, hồng đậm, hồng nhạt và em còn màu trắng. Đấy, có hồng đậm, hồng nhạt và màu trắng cho em 110.000 đồng một áo. Các bác lên đơn cho em ạ. Em mặc là hồng nhạt nhá, đính đá, toàn bộ dòng đính đá và đá của nó là đá ép nhiệt chứ không bị bong đâu. Các chị giặt máy thoải mái cho em. Đấy chưa ạ, H2 ạ. Chị Hà Yến ok, còn H1 này. Mắt này H2 các chị lên đơn cho em ạ, 110.000 đồng. Bao phê luôn ạ, các chị này. Đấy, bây giờ nó hết size rồi. Nó hết size, bây giờ còn lẻ nguyên một size. Chị nào vừa cái này các chị lấy nhá. Size L các chị 55 cân đổ về cho em. Ok chị ạ, size L các chị 55 cân đổ về này. Cây màu trắng này các chị yêu, 110.000 đồng ạ, giá này là giá hết giá đấy các chị rồi. Hàng này hàng cắt mẫu ấy, không có về hàng nữa. Cho nên là em vượt được giá sale các chị yêu. Với chạm 110.000 đồng các chị ế ạ. Trong vụ 175, 185.000 không có hàng các chị này. Bây giờ nó hết size rồi. Nên là giá này là giá vượt sale rồi. Em tặng các chị giá 110.000 đồng các chị nhá. H2 cho em. Biết là bây giờ là rất là nhiều chỗ mà đang bắt đầu là
có dịch ấy, cho nên là cái khâu mà vận chuyển nó hơi bị khó khăn một chút. Cho nên chị em mình cùng cố gắng các chị nhá. Tại vì cái giá này thì em gọi là trợ giá hết sức có thể luôn rồi ấy. Chứ còn nếu mà không phải dịch dãi, những con áo này thì không có cái giá mà 100.000, 110.000 đồng các chị như này đâu. Lần trước bọn em nhập vào đợt đầu cũng non cao hơn giá hiện tại bây giờ bán ra. Đấy, 110.000 đồng các chị nhìn trên con áo này, mặc mà mát lạnh luôn các chị yêu nhá, không bị xù, không bị phai màu. Áo gió là 200.000 một cái chị ạ. Chị Thị Nguyễn nhá, mà áo gió hàng Quảng Châu hàng đẹp ý. Chị Hải Yến rồi ok ạ, chị Phạm Dương ok em chốt đơn này. Còn 3 màu và em còn một size L như này thôi. Đây các chị này, tặng nốt các chị giá 110.000 đồng các chị nhìn cho em tag mark này. Xịn xò con bò luôn, những cái dòng này các chị mặc gọi là xuống đời. Đấy, khách sỉ em chốt rất là nhiều rồi ạ. Chị Vinh Đam ok em chốt có một màu vàng. Mã này các chị comment cho là H2. H2 và kèm số điện thoại cho em. Lên các chị một mã áo gió tiếp theo các chị nhá. Lên một mã áo gió nữa cho các chị gọi là dồn đơn luôn này. Đây cái mã này thì có màu hồng. Mã này là gió 2 cho em. Màu hồng có 1x2x này. Đấy, có 1x2x nhưng mà chủ yếu là có màu gì nhỉ? Hồng vàng đúng không? Mã này chỉ có hồng với vàng. Các anh nhìn lại cho em áo này. Mã này là gió 2 cho em ạ. Gió 2 kèm số điện thoại cho em nhá. Nhung Hoàng rồi ok ạ. Chị Sĩ Nguyễn ok em chốt đơn. Đây thế thì em chọn mã gió 2 này cũng được này. Đây gió 2 này. Các chị nhìn cho em con áo nó đanh chất và chắc chất như thế này luôn. Em có 3 màu nhá, màu vàng không có 1x à? Có 1x 2x. Sao chị lấy em 2x này? Hay cả, hay hiệu à? Hay hiệu à? Ôi áo đẹp luôn các bác ơi. Hát 2 cho em. Em thề luôn trong vụ em không dám nhập con áo này. Tại vì giá nó cao, trong vụ giá cao lắm. Đây các chị yêu, thế là theo cho em nhá. Cái chữ này chữ theo cho em ạ. H2 và kèm theo số điện thoại cho em. Ủa cái màu này nó cũng đẹp này. Mã này có chữ là đỏ với hồng đúng không? Mỗi em mặc là màu hồng các chị này. H2 cho em. Hôm nay các chị trên 40 cân mặc được nhá. Cái chạm 40 cân đến tầm khoảng là 63 cân đổ về, 63, 65 cân đổ về em chốt đơn. Mã này khách hàng lên cho là H2 cho em ạ, 199.000 đồng. Đấy chứ ạ, H2199 và kèm số điện thoại cho em. Ôi, phê đét luôn này. Nhìn con áo gió này ai nghĩ là bán được 200.000 được các chị. Chất đẹp các chị nhá, chứ không phải là cái chất mà gió sột soạt cái hàng Việt đâu. Các chị gió ơi, 2. Không phải là gió rẻ đâu các chị yêu ạ. Gió 2 cho em, 200.000 một cái. Vàng này, đỏ, hồng, đen. Đen em chỉ có vài chiếc thôi nhá. Nó sẽ có chủ yếu là có màu gì ạ? Màu vàng với màu hồng. Còn bọn em mặc tầm khoảng là 65 cân đổ về em có size nhá chị Liên Lương. Chị Quỳnh Tiên rồi ok em chốt đơn, em sẽ lên từng bảng màu các chị yêu mình xem. Đơn giản nhưng mặc lên form nó đẹp và nó gọn người. Đấy chứ ạ, mặc lên form nó đẹp và nó gọn người luôn các chị yêu này. Eo ơi, gió này vào vụ thì gọi là bán sướng tay luôn em thề. Vào vụ gọi là bán sướng tay. Tại vì chất nó đẹp cái này mà em vợt từ bây giờ giá được rẻ này luôn các chị nhá. Gió 2 cho em ạ. Ôi phê này. Ui các bác ơi. Ơ chị lấy nhầm cho em đây. Đằng sau của nó sẽ như này mà. Nhầm rồi. Mắt bị karate sao vậy? Rõ ràng. Ơ chị ơi, nó không xếp thu cọc đâu nhá. Không, hôm nay phân rồi nhưng mà chắc là cái logo này. Nhìn logo nó khác nhau không biết à? Chiếc các chị ơi, em tưởng có hàng các chị ơi, còn đúng vài chiếc thôi. Mã này là hàng gió 2 cho em ạ. Lâu lắm rồi không thấy em chị ơi, thế thì chị em mình sai nhau quá rồi, ngày nào cũng livestream. Mã này các chị coi là gió 2. Gió 2 cho em ạ, 65 cân đổ về các chị chốt ạ. Dưới 65 cân các chị chốt đơn mã này cho em nhá. Em có là size 1x với 2x. Màu vàng các chị này, vàng bên ngoài của nó sẽ là vàng đậm chứ không phải là vàng chanh đâu các chị nhá. Bên ngoài nó sẽ là vàng đậm nhá, vàng nghệ. Đấy, gió 2 các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. 200.000 một áo. Đấy chứ ạ, 200.000 đồng ạ. Chị Ông Lực, Bà Hợp, gió 2, 65 cân, 1m6, hồng đậm. Đây em mặc nó chỉ có một màu hồng ấy thôi chị. Đùa đâu, cái này mà chị cũng bỏ mà được. Cái này là không có mũ. Cái
Thế thì nó chỉ cái này nó chỉ có vài cái này thôi đúng không? Đúng không chị? Đúng không? Thế thì chỉ có 3 chiếc màu hồng, 1 chiếc màu vàng thôi là hết nhá các chị nhá. Ôi trời ơi, hàng không có chị này, còn 3 chiếc màu hồng thôi ạ. 3 chiếc này, 4 chiếc màu hồng và 1 chiếc màu vàng. Chị yêu lấy lên đơn nhanh cho em là gió 2 nhá. Và em có đúng 1 chiếc duy nhất. Phòng các chị 65 cân đổ về, các chị ý cho em con áo gió nó dày dặn, nó đanh chất như này luôn. Ok chị ạ, 200.000 một cái, các chị có thấy xứng đáng không ạ? À, hàng 380 giá trong vụ. Hàng 380.000 giá trong vụ luôn. Giá này em tặng các chị là 200.000 đồng, các chị gọi là cứ ok cho em ai đi. Không sướng trả là em nhé các chị nhá, chất nó đẹp các chị này. Mặc thích quá luôn ấy, trong vụ mà được giá này không phải tốt đâu. Đấy chị ạ. Đây này còn đúng một cái màu vàng, size to. Cái này có đúng một chiếc duy nhất này. Màu vàng này. Hàng hóa chả có. Nhập muốn nhập cũng không được cái chứ. Đây này, cái này có đúng một chiếc thì có hàng đâu. À, con này các chị dưới, con này dưới 60 cân đấy, con này hơi nhỏ nhỏ. 60 cân mã này cho em, gió 2 nhá. Đấy chứ ạ, chị Nguyễn Hoan ok này, chị AK Long Hông rồi ok này. Chị Nguyễn Hà rồi ok ạ, chị Man Nguyễn ok, em chốt đơn thôi qua mẫu đi. Mẫu này có ít, em sẽ thua nhanh nhá chị nhá. Có ít em sẽ lên nhanh luôn. Đây, lên một cái mã này này. Đây mã này các chị lên là gió 3 cho em ạ, gió 3 kèm số điện thoại cho em. Con này là có bao nhiêu cái đây? Mười mấy cái. Chưa đến 10 cái đâu chị ạ. Đây. Các chế gì cho em, đằng sau toàn bộ là thêu nhá các chị nhá. Đằng sau toàn bộ là thêu như này cho em ạ. Mã này các chị lên cho là gió 3. Gió 3 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đây ạ. Màu vàng này, màu gì? Màu vàng, màu đỏ này, màu đen. Nói chung là mỗi màu nó chỉ có vài chiếc thôi. Mỗi mẫu nó chỉ có vài chiếc, mỗi mẫu thế. Cái này chưa có đến chục cái, tất cả các màu. Mã này các chị coi là gió 3 cho em ạ. Gió 3 và lên số điện thoại nhá. Bắc Giang vẫn gửi bình thường mà chị Hương Phạm chị Tâm Nguyễn rồi ok ạ, Đu Sen HD rồi ok ạ. Chị Mai Hương lên số điện thoại giúp em nhá. Các chị ơi, các chị không chốt được mã gió 2, các chị chuyển sang gió 3 này cho em. Các chị chuyển sang mã gió 3 cho em mà kiểu dáng thể thao các chị này. Form đẹp, dáng đẹp, chất đẹp luôn ạ. Form này các chị tầm 63 cân đổ về. Form này 63 cân đổ về. Chị ơi có mấy màu chị? Vàng, đỏ, đen. Đâu đưa cho em màu đỏ thôi nào. Hả? Có vàng có 1x2x. Vàng có 1x2x này. Đỏ ok, Quỳnh Tiên. Kể cả khách xỉ bây giờ để dành bây giờ cũng được. Thề luôn ấy. Và trong vụ đố các chị nhập được cá này. Hàng Việt thì em không nói. Toàn hàng đắt này các chị ơi. Được chưa ạ? Còn cái sale này nó chỉ có vài chiếc một thôi. Cái này gió 3. Được chưa ạ? Chị Thảo Nguyễn ok. Chị nào chốt màu đỏ bên ngoài của nó sẽ là đỏ đậm các chị nhá. Tất cả cái chữ này là theo cho em. Được chưa ạ? Những cái phần này là phần theo cho em này. Gió 3 các chị lên đơn cho em. Ok chưa ạ? 200.000 một cái. 200.000 đồng một cái ạ. Mã này gió 3 kèm theo màu và số điện thoại ạ. Em cảm ơn chị Lương Liên nhá, nhận được bốn áo len đẹp lắm em ơi. Em cảm ơn chị ạ. Chị Thảo Nguyễn có, chị Quỳnh Tiên có ạ, chị Hải Phương rồi ok, em chốt đơn. Gió này chất nó đanh, nó dày lắm mà. Nó không phải cái hàng gió mà cầm kiểu là nó cứ sột soạt soạt như kiểu hàng gió rẻ tiền đâu, mỏng dính đâu ạ. Chất gió dày dặn luôn, nói chung là các chị nhận hàng, các chị bóc hàng kiểm tra chất lượng cho em, thanh toán là ok nhá. Đấy, gió này thì em tự tin lắm. Em tự tin, em khoe các chị là hôm nay về được hàng gió đẹp. Chị Hải, gái họ Nguyễn ok ạ, Mộng Thị Đào có này, chị Kim Lân ok, em chốt đơn ạ. Mỗi mã nó có ít lắm luôn ý. Tại vì hàng này nó là hàng lẻ mà thì người ta mới sale, chứ còn số lượng nhiều với lại đủ màu đủ size thì người ta sẽ không sale giá này cho chị em mình mua đâu. Với lại là năm nay nó cũng dịch dã này, cũng rẻ nữa, nó không được đắt, như không phải không đắt như mọi năm, nhưng mà vào trong vụ nó cũng giá nó cao, nó không có rẻ như bây giờ. Đấy, gió 3 trên màu đỏ này. Mũ quan trọng là các chị không thích mũ, các chị tháo mũ được cho em, tháo mũ rồi được cho em các chị nhá. Được chưa ạ? 200.000 đồng các chị nhìn cho em, form rất là đẹp luôn nha các chị này, form vừa nhá các chị nhá. Nó không dài quá mà không ngắn quá. Đấy, gió 3 trên màu đỏ ạ, chị Thắm Nguyễn ok. Áo em mặc màu hồng là mã H2 chị ơi. Hồng bên trong em mặc là áo đá của mã H2 chị Mộng Thị Đào nhá. Áo mặc trong là H2, em có 3 màu đấy ạ. Được chọn màu mà chị. Rồi các chị được chọn màu thì chọn size thoải mái mà. Có một cái màu đen, một cái màu hồng. Đấy, còn đúng một cái màu đen, một cái màu hồng này. Còn đúng một cái màu đen, một cái màu hồng này cho em. Chị nào còn lấy nốt thì các chị lên đơn nhá. 200.000 đồng. Đây, màu hồng em có đúng một chiếc thôi.
các chị nhìn cho em bảo cầm nó đã tay cái này luôn, nó có 200.000. Ồ, nhiều khi các chị đi ra ngoài trường các chị mua những cái áo gió mà nó mỏng tèo tèo, các chị đã mua mức giá là mấy trăm nghìn một cái rồi. Đây hồng bên em còn một chiếc của size 2XL. Đấy, còn đúng một chiếc màu hồng, một chiếc màu đen thôi, còn đâu là còn đỏ với vàng thôi các chị nhá. Đỏ với vàng. Đây chị nào lấy hồng các chị lên hồng cho em là gió 3. Áo chị đang mặc, ôi ngắm hoa lại rơi lâu lắm mới nhìn thấy luôn ý. Dạo này em mất tích đi đâu thế? Áo nắng em hết rồi chị Lương Liên ơi, hết sạch rồi ạ. Áo chị mặc bên trong có 110.000 này gái yêu. Bây giờ chị đang xả đấy. Áo hàng hè bây giờ đang tất cả đang tổng xả luôn ạ. Ok chị Hồng Trần ạ, chị Nguyễn Hằng, ok em chốt đơn đây các chị này. Hôm nay các chị tầm khoảng 62 cân đổ về. Đấy chị ạ, 62 cân đổ về các chị lên đơn. Nói chung là người chị nào gọn thì các chị tầm 65 cân mặc được. Tại vì là hàng gió này nó có giãn nhẹ nhá các chị nhá. Có giãn nhẹ cho em. Đấy chị ạ, màu hồng này các chị này nó không phải hồng phấn đâu, kiểu hồng mở hồng đào ấy. Một kiểu hồng đào cho em ạ, gió 3, màu hồng các chị nhá. Chị Nguyễn Hồng ok này, chị Hào Thảo rồi ok em chốt đơn. Còn có một chiếc màu đen, chị nào lấy màu đen các chị comment là gió 3 màu đen. Gió 3, ôi chị ơi con này khác mà. Con này lẻ mà, hết rồi, hết không phải màu đen của mã này. Áo em mặc là mã bao nhiêu? Áo em mặc là H2 đúng không? Áo màu hồng em phông em mặc là H2. Bây giờ nhá, các chị cứ đặt mấy mã cho chắc ăn đi. Em sẽ lên nhiều nhiều mã cho các chị. Tại vì ý, mỗi mã nó có số lượng nó không nhiều ấy. Cho nên là ngày mai mà nhỡ có hết hàng thì chị em mình chuyển sang mã khác, được không ạ? Như thế cho nó chắc cốt nhá, cho nó chắc ăn nhá. Chị và em cam kết các chị luôn là gió đẹp tuyệt vời. Các chị đã mua hàng thì em nói chung là chị, kể cả chị nào mua lần đầu tiên thì em chắc chắn các chị cũng sẽ ưng thôi. Đó, mã này các chị lên cho là gió 4 ạ. Gió 4 và kèm số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ hàng đẹp như này mà số lượng có ít. Đây. Để chị ạ, gió 4 cho em. Chuẩn hàng chị Quảng, hàng Quảng Châu. Các chị này chị xem mã này thì có hồng với vàng. Rồi, chị xem của em xem mã nào nó có màu đen nhá. Ôi, xuất sắc luôn này. Để chị ạ, hàng, toàn bộ hàng Mark 2 cho em. Toàn bộ dòng Mark 2 cho em ạ. Mã này các chị lên là gió 4 ạ. Gió 4. Các chị ơi, chị nào không chốt được gió 3 các chị chuyển sang gió 4 nhá, tại vì mỗi màu nó có ít thôi. Mã này có 1X với 2XL thôi này. Ôi thêu nhá các bác ơi, thêu cho em. Để chị ạ, hàng thêu cho em chứ không phải là chữ in hay dán vào đằng sau đâu. Đấy, các chị giặt máy thoải mái ạ, dòng dã máy giặt cho em. Em có cái áo này mặc mấy năm nó còn chẳng bị phai màu, không bị cũ đi, không trông nó vẫn mới nguyên. Mà em mua giá thị trường còn gần 400 nghìn một cái. Đấy chưa ạ? Đây các chị nhìn cho em màu này, form toàn bộ form đẹp nhá, form nó không bị già đâu, form toàn bộ form trẻ trung ạ. Đây các chị đem mã này là mã gió 4 ạ, gió 4 và kèm theo số điện thoại cho em. Em đang có màu hồng với lại là màu hồng với màu vàng. Đây cho em có màu hồng, em có màu vàng. Gió 4 cho em ạ, tất cả gió hôm nay là bằng tiền hết các chị xem, các chị đồng giá là 200.000. Đây chạm Q4 chiều nay còn chị ơi, Q4 em còn nhá chị Du Xuân ơi. Mộng Thị Đào rồi ok, tối nay em sẽ lên rất là nhiều quần công sở, tí nữa thì em lên sau ạ. Chị Toàn Nguyễn ok, à Toàn Nguyễn ơi, gió 3 không còn màu đen đâu. Gió 3 em chỉ có màu gì ấy, màu hồng với màu vàng thôi. Gió 4 này cũng có hồng với vàng này, còn kiểu nó hơi khác. Các chị nào không chốt được gió 3 các chị chuyển sang con gió 4 này cho em có hai màu là hồng với vàng nhá. Có form các chị tầm 62-63 cân đổ về. Đấy chạm form các chị 62-63 cân đổ về các chị lên đơn này. Đấy các chị nhìn cho em ạ, bỏ con áo ra cũng có sắc nét này luôn. Để chạm cầm nó mềm, con áo nó không bị cứng áo. Nó không bị cứng áo luôn. Ok chưa ạ? Đây các chị này. Gió 4 nhá, mũ tháo, tất cả mũ này tháo rồi ra cho em hết ạ. Ok chị Đỗ Thịnh ạ. À thế ạ, chốt 4 mã không được mã nào à? Tại vì hàng lẻ nó không có số lượng ấy. Có chị chốt được, có chị không ạ. À, chị Hà Ngô rồi ok ạ. Chị Giang Hậu Võ Dương ok em chốt đơn. Giá này là giá tốt nhất chị em mình luôn, kể khách mua, kể khách em nhập mua nhá, dẫn với khách lẻ như em đang mua. Được chưa ạ? Đấy, màu hồng với lại màu vàng hai màu. Givenchy cho em hàng thêu đằng sau. Được chưa ạ? Tất cả đằng sau là hàng thêu cho em như này. Gió 4 cho em ạ. 200.000. Đây màu vàng. Màu này là màu vàng cho em. Màu vàng bên ngoài nó sẽ là vàng đậm như các chị nhá, chứ không phải vàng chanh đâu. Thế các chị em mình mặc nó không bị sợ là cái màu nó sáng quá. Đó, không sợ bị màu sáng quá. Các chị cứ trên 40 cân các chị chốt đơn. Đấy, đến tầm khoảng 62-63 cân đổ về. Được
chị ạ, tập khoảng 62, 63 cơ đối với em mặc size là size nhỏ các chị này. Form đẹp quá luôn ý. Những cái dòng này các chị mình dễ mặc à, không có màu xanh coban đâu Ngọc Ngọc ơi. Áo gió tất cả cái màu này không có hàng của xanh coban. Xanh coban thì nó là cái hàng gió của cái hàng mỏng hơn em ơi. Gió này gió là chất nó không dày quá, nó không phải hàng lót lông nhá. Hàng nó đanh chất và dày dặn luôn. Đấy chị nào chốt mã này là comment cho là gió 4 ạ. Gió 4 màu vàng và gió 4 xem màu hồng kèm số điện thoại cho em. Gió 4 hồng và gió 4 xem màu vàng nhé quá. Bây giờ lên các chị một cái mã quần không sở này. Đấy, chị nào chốt áo gió các chị cứ lên đơn mã này. Gió 4 ạ đúng không? Gió 4. Gió 4 cho em lên một mã quần công sở hàng mới về nhá. Đẹp quá, em đang lên mà các chị hỏi nhiều quá. Đấy chị ạ, đây các chị này. Phải gọi nó xuất sắc, có hai màu đỉnh nhất. Đấy chị ạ, hai màu đỉnh nhất, đẹp nhất luôn. Chị lấy cho em size gì đẹp vậy? Size nào? Để em thử nhá. Để chị em thử cho các chị xem cái quần này. Áo em mặc là gió 4. Ok chị ạ, chị Bích Hoàng ok luôn này, chị Phương Thu có này, chị Vũ Thủy rồi ok chốt đơn. Các chị ơi, mua là được chị ạ, mua là được, tại vì nó rẻ mà. Đúng không ạ, kể khách luôn ý. Tôi trung thành sao quá, nói chung là phải như thế nào để khách hàng người ta mới trung thành với mình chứ. Đúng không ạ, bán hàng mà lừa đảo hay là bán hàng xấu, hàng đều chắc chắn là khách hàng không bao giờ quay lại mua lần thứ hai nữa đúng không. Chị Châu Trần ok này, chị Phương Cảnh ok này, chị Huyền Thi ok em có đơn. Form các chị trên 40 cân chị ơi, cứ từ 40 cân đến tầm khoảng là 62, 63 cân đổ về, nó tùy từng form đấy chị. Hàng này nó không phải hàng Việt chị nhá, hàng này hàng Quảng Châu cho em ạ. Hàng nào hàng xưởng em sẽ nói luôn, những em ít khi em bắn gió mà hàng xưởng mà hàng may kiểu gia công á. Trừ khi những cái mã hàng em chọn là hàng kiểu hàng Việt Nam nhưng phải là hàng công ty thì em mới bán. Đấy, em chọn chất rất là kỹ luôn, chứ không phải là hàng Aloso và hàng nào em cũng bán cho các chị được đâu. Được chưa ạ? Áo gió này 200.000 đồng nhá tình yêu ơi, Phương Nguyên Lê ơi. Bây giờ em lên các chị một mã quần công sở này. Đấy chị ạ, một mã quần công sở đang đình đám đấy các chị yêu. Đấy chị ạ. Em báo giá các chị ngất luôn, tại vì tại sao mà đẹp này mà rẻ như thế luôn. Đấy. Mộng Thị Đào 47 cân chị mặc cho em size nhỏ chị ơi. Đây này chị này. Trời ơi, cái chê 40 cân các chị mặc được áo gió này rồi. Các chị đừng nghĩ là 1XL với 2XL nó size to đùng nhá. Nó đánh là form, nó đánh là cái size số không quan trọng. Quan trọng là cái form này chị em mình bao nhiêu cân mặc vừa. Đấy, kể cả 3X nhưng mà 3XL, 4XL, 5XL chẳng hạn, kệ người ta đánh sai số đi. Còn quan trọng là mình bao nhiêu cân mình vừa thôi. Đấy, các chị cứ trên 40 cân đến tầm 62, 63, 64 cân đối với các chị cứ lên đơn thoải mái. Đấy, có say vừa em mới chốt, chứ không vừa không bao giờ em chốt. Đúng không ạ? Tại vì như em có cho đồng kiểm nhận hàng các chị mặc vừa mặc ưng thanh toán tiền. Được chưa ạ? Chị Đặng Thu Trang rồi ok em chốt đơn gò 4 màu vàng. Không phải em lên like em nói mà nói thì cho bán được hàng đâu. Phải khách hàng mặc ngược mặc vừa thì em mới chốt đơn. Đấy, chị nào không mặc vừa em sẽ báo luôn ở trên lúc chốt đơn mà chị ơi mã này chị không vừa, chị chọn mã khác. Đấy, chứ không phải là cứ là chị ơi chị mặc vừa, kể cả chị 39 cân hay 38, 40 cân chị cũng mặc vừa, đúng không ạ? Tùy từng chiều cao cân nặng để em tư vấn chốt đơn cho các chị nhá. Rồi, em cảm ơn chị Thu Huyền Đỗ. Áo này thì em được trước em đã bán rồi nhưng mà giá nó cao hơn giá bây giờ. Được chưa? Chị Tạ Minh Hải rồi ok, chốt đơn lại chị Đặng Thu Trang rồi ok. Bây giờ em lên một mã quần công sở. Cái mã này là em có đăng hình lúc trưa hôm nay. Được chưa? Lại vì là quần lúc nào mới về chuẩn bị về hàng thì em mới là lên hàng, lên mẫu ấy, chứ còn đăng lên nhiều khi là hỏi là không có hàng. Quần bếp. Đợi em một tí, quần bếp ghi chị ơi. Không chuẩn. Đây cái mã này đánh từ size M đi lên đấy. Đây, kéo để em cắt cái quy ra. Mã này đánh từ size M đi lên đấy các bác nha. Hàng này không đánh size S mà đánh từ size M đến 2XL. Xin phép để em cắt cái quy ra để cài cho các chị xem cái form dáng của nó luôn ạ. Quần này chị lên là quần quy mấy chị ơi? Quy 6 đúng không? Quy 5 rồi, quy 6. Quần này các chị lên cho là quần quy 6 của em với. Quy 6 em có hai màu là đen và nâu. Đấy, lúc này em không mặc màu nâu cho các chị trên line cho các chị dễ nhìn. Đấy chị ạ, đưa cho em màu đen quá.
kiểu với nhau thế. Quần này là quần phi 6 ấy, có từ size M đến 2XL nhá. Được chưa ạ? Tôi khoảng là 43-44 cân đổ lên ạ. 43-44 cân đổ lên đấy, cầm khoảng là 62 cân đổ về em chốt đơn. Đấy, 62 cân, 63 cân đổ về, các chị chốt đơn mã này cho em. 43 cân mặc cho em chị size M em ơi, hàng này cũng đánh ép. Đấy, từ size M đi lên nhá, nó cũng tương đương với lại là nó hàng này đánh là MLXL, 2XL, nó cũng tương đương với SMLX thôi. Đấy, cái này nó nhảy size lên thôi, nhưng mà cái size số nó vẫn như cái form kia thôi em ơi. Đây có hai màu cho em ạ, hai màu em chọn là đỉnh nhất vịnh Bắc Bộ luôn. Để chưa ạ, toàn bộ là kiểu dòng truyền thống cho em. Đấy, 140.000 một quần cho các chị, được chưa ạ? Mã này là mã Q6. Mã Q6 cho em hai màu là đen với nâu. Dáng bếp ghi cho em này các chị này, dáng bếp ghi cho em Q6. Đấy, các chị nhìn cho em này, cái cạp của nó là cạp to các chị nhá, cạp bản to cho em này. Đấy chưa ạ, đường may, đường kim, mũi chỉ nó rất là cẩn thận luôn. Mã này Q6, các chị lên đơn nhanh tay cho em, 140.000 đồng chị ơi, chị Quất Linh nhá. Chị Minh Anh ok, chị Hằng Nguyễn ok, em chốt đơn. Nói chung là các chị đã mua hàng quần công sở như em rồi, các chị đã biết cái form dáng và chất lượng rồi đúng không ạ? Đấy, các chị quan trọng là các chị nhận hàng, các chị bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái trước khi thanh toán được chưa ạ? Đây màu đen này, màu đen trên like các chị nhìn nó hơi khó một chút, thì em sẽ mặc cho các chị xem cái màu nâu tây trước nhá. Đấy chạm màu nâu tây trước, các chị nhìn cho em form quần này, không bị gây ống. Đấy chạm quần không gây ống, các chị mặc đi làm rất là thoải mái luôn, dáng bếp ghi nhé các chị yêu. Đấy chạm quần phải bếp ghi cho em, form đẹp chưa? Form này form chuẩn luôn đấy. Đấy chạm em mặc size này, size L này, nó là MLXL, 2XL, tương đương với SMLX. Đấy em 54 cân cả 1m58 này, em đang mặc size L nhé chị nhá. Size L tương đương với size M đấy. Chị Lĩnh Kim ok, chị Bùi Mỹ Duyên có ạ, chị Quy ạ, chị Hằng Nguyễn cô chốt Q6 hai màu. Chị Minh Anh cũng ok, em chốt đơn. Mã này hôm nay về được tổng là bao nhiêu quần? Em không kéo được comment lên thế nhỉ? Chị Hương Hoàng Thanh lên số điện thoại của em rồi. Chị ơi 62-63 cân đổ về. Chị ơi cứ tầm khoảng là 43-44 cân đổ lên đến tầm khoảng 62 cân đổ về, 63 cân đổ về, các chị chốt đơn nhá. Nhà gần muốn mua quần này nhà mà em không bán lẻ thì phải làm sao? Chị ơi chị chọn trên like xong đến cửa hàng em chị lấy. Chị đặt hàng trên like đến cửa hàng em vẫn bán lẻ bình thường mà, có phải em không bán lẻ cửa hàng đâu. Chẳng qua là nhiều khi là em không treo hàng lên thì các chị hơi bị khó chọn được chọn lẻ ở cửa hàng thôi. Còn các chị cứ xem mẫu trên like xong các chị đến nơi các chị bảo cho chị xem cái quần mã này ý, thì các bạn sẽ lấy cho các chị xem thôi, chứ không có gì là khó cả. Đợt này dịch thì em không muốn không mở cửa hàng em bán lẻ đâu, nên các chị cứ chọn mẫu trên like giúp em với. Chọn mẫu trên like xong đến nơi các chị xem chất lượng rồi các chị thử. Được chưa ạ? Mã này là Q6 cho em ạ. Đấy, bên chị bị giãn cách không nhận được hàng rồi em ơi, tiếc quá đấy các chị thấy không ạ? Đấy, dịch giã này ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Cho nên là cái giá này thì là giá trợ giá các chị em mình, tại vì bình thường ấy quần này bán lẻ là 190-200. 190-200 nghìn, chất nó đẹp lắm chị ạ. Chất của nó gần như kiểu chất lụa ấy. Nó mềm lắm, vải nó mềm. Nó không mỏng quá mà không bị dày quá. Chị Sơn Anh Mai thì ok. Hương Hoàng Thanh có Q6 nâu tây ạ. Chị yêu lấy màu nào, nói chung là em khuyên thật các chị lên lấy cả hai màu hai quần. 39 cân thì không vừa chị ạ, 39 cân bị rộng nhá. Chị Minh Anh rồi ok, chị Vũ Thủy ok, chút màu đen dồn đơn. Đấy 39 cân thì các chị mặc rộng. Em khuyên thật luôn, đến 39 cân thì đừng chốt, các chị mặc rộng có xấu. Chị Thúy Quân ok, chị Nguyễn Giao ok, chút đơn Q6 đó các bác này. Q6 và kèm số điện thoại cho em ạ. 140.000 đồng một quần. Chị dạ hai màu đen nâu. Nói chung là màu đen các chị mặc nhìn trên line nó hơi khó, thì em sẽ mặc màu nâu trước. Để chạy chị Dung màu ok, chút Q6 size M màu đen. Nói chung bây giờ các chị đừng chọn size, các chị chỉ chọn màu thôi. Ngày mai nhân viên em sẽ tư vấn chọn size sau. Đấy chứ không phải phong quần nào các chị cũng mặc ba lem theo một cái size như thế. Tùy từng chỗ, tùy từng xưởng may người ta đánh size khác nhau. Để chạy tùy từng phong của từng nhà ấy. Cho nên là nhà em bắt buộc phải có nhân viên để tư vấn chọn size cho các chị. Để chạy tư vấn về chiều cao cân nặng sau. Hoa Hướng Dương rồi ok, em qua mẫu nữa chị nhá. Chị nào lấy quần Q6 các chị lên đơn cho em một cái số điện thoại cho em có đơn hàng. Chợ con lên đẹp này. Ồ, 140. Các chị gọi là cứ thoải mái cho em mã này đi ạ. Q6 ạ. Em bao nhiêu cân mà lo rộng, cứ từ 43 cân đổ lên đi em. Đấy chạy chị Huệ Nguyễn ok, em chốt gió 2 và gió 3. Đây ô, mã này số này sẽ lên các chị mấy mã quần công sở luôn nha.
Em thì lên màu nâu trước luôn, tại vì là màu đen các chị nhìn trên live hơi khó. Nói chung nhìn màu nâu các chị tưởng tượng ra màu đen thì mặc thế nào rồi, tại màu đen nó là màu truyền thống rồi ấy. Đây mã này các chị lên là quần Q7. Dạ, Q7 và kèm số điện thoại này. Xuất sắc chưa các chị? Để xem các chị nhìn có đỉnh không ạ? Q7 cho em nhé. Còn em ơi, Vị Nguyễn ơi, quần Ubi Thần Thánh 100.000 lúc nào nhà chị cũng có, đằng sau kia. Đấy chạy, quần Ubi Thần Thánh đằng sau lúc nào cũng có luôn. Nhà chị sẽ số lượng quanh năm mà. Chị Biên La rồi ok, Đặng Thu Trang có, chị Yếu Hà rồi ok, em chốt đơn. Giá này gọi là giá đẹp nhất cho các chị yêu nhà mình luôn. Đấy chạy, mã này các chị lên đơn cho là Q7 à. Q7 chị xem hộ em có size gì luôn. Đấy nha, em thử các chị xem quần Q7 luôn. Các chị lấy luôn cả Q6 cả Q7 cho em ạ. Đằng nào mình cũng phải, đằng nào cũng tiện ship ấy. Em mặc size L chị. Mã này em có là từ M đến 2XL. L đến 2XL. Từ S á? Ừ. Từ S đến 2XL á? Ui dồi, dã man chưa? Từ S đến 2XL luôn. 40 cân đến tầm 63 cân, 64 cân đi. Quá đẹp luôn. Trời ơi, các chị ơi, không mua thì hơi phí. Không mua con này hơi phí luôn, các chị nhìn này. Em á, em năm nay em 31 tuổi. Chị hỏi tuổi của em làm gì? Mỗi lần hỏi tuổi là em lại đau đầu. Tại vì là các bạn cùng tuổi với em, các bạn ấy trông trẻ lắm mà em trông già này. Tại vì là lúc này mà kiếm tiền. Lúc chưa đặt hàng mới gọi chốt á. Chưa gọi chốt xong đâu chị. Những chị nào mà buổi trưa ngày hôm nay mà đặt hàng không lấy gọi chốt đơn thì các chị đặt lại cho em một lần nữa trên livestream này nhé chị nhá. Size 40 cân, mã này có size 40 cân các chị này. S các chị trên 40 cân cho em. Form này là form vừa nhá, không rộng quá. Dáng này là dáng kiểu dáng hơi thụt thụt một chút thôi, nó không làm ôm sát quá. Các chị nhìn cho em con form quần này. Em có hai màu là nâu với đen. Đấy chạ dáng công sở. Ôi cái dáng là đẹp quá, em ưng này. Các chị nhìn kiểu cách cho em ạ, toàn mẫu mới nhá các chị nhá. Em có hai màu là đen và nâu. Để chạy hai màu đen nâu cho em. Khóa là khóa sườn ạ, khóa là khóa sườn. Mạng chán quá. Không phải không chị? Phải mạng chán không? Em thấy trưa ngày hôm nay còn đông người xem hơn buổi tối. Các buổi tối mạng nó kém. Quần này em tặng các chị 140. Gọi là hôm nay cho các chị bổ mắt luôn những cái mã hàng này. Xịn sò. Để chạy quần chất nó mềm, nó mướt luôn. Đấy, chứ không phải là cái chất quần mỏng tèo tèo đâu các chị yêu. 140.000 đồng các chị lên đơn trên là Q7 nhá các chị nhá. Hai màu là màu đen, màu nâu cho em ạ. Quần dáng hàng công sở. Cái trạng form này là form vừa cho em các chị nhá. Không rộng quá, cái form này form gọi là không phải ôm sát quá mà không phải rộng quá cho em ạ. Chị cũng chưa được gọi á. Chưa chết. Khách còn khách quen này chưa được gọi chút đơn này. Chị Tuyết ơi, đơn của chị hôm nay nhân viên em chưa gọi chút xong đâu. Chút này sáng ngày mai các bạn sẽ gọi chút tiếp nhá. Chị Nguyễn Thị Xuân rồi ok, chị Tuyết lấy quần này chị này. Cái form này form vừa các chị mặc đi trường cũng được này. Đấy, form này chị mặc đẹp này. Tại vì form này form nhỏ, không phải form to đâu. Chị mặc cái dáng này là được đấy. Trên 40 cân cho em mặc được dáng này cho em mặc S cho đến 2XL đúng không? Từ S đến 2XL các chị nhìn cho em cái túi này. Các chị nhìn cho em từ cái túi của nó cũng may, gọi là nó cầu kỳ cho các chị luôn. Chứ không phải là may kiểu gia công đâu. Đấy, nó không phải may kiểu gia công. Nó may rất là kỹ luôn ạ. Mã này khách hàng lên cho là Q7 ạ. Thế thôi, Q7 mã này có nhiều không tình yêu? Có đúng 70 cái về á? Ôi, cái chị này 140.000 đồng. 70 hay 80? 80. Chạm về trước 10 gì? Không nghĩ là cái form quần nó lên nó đẹp như thế. Em không dám lấy nhiều. Để chạm phải mã nào mà bán được thì em mới gọi thêm hàng. Chứ còn mã nào, mỗi mã nào em mới thử lấy được trước khoảng 10 gì thôi. Nó khoảng 80 chưa đến 100 quần. Được kiểm tra hàng chứ chị, nghe em bán hàng 4 năm nay lúc nào khách hàng cũng được kiểm tra hàng. Từ khi mà em mới bán hàng live phát live đến giờ ấy, lúc mà em bán hàng mới có mấy người xem, là từ lúc mà bán hàng live stream là em lúc nào cho khách xem hàng. Được chưa ạ? Đấy, hàng nhà mình chắc đẹp chứ chẳng dội gì mà không cho khách xem đúng không ạ? Với lại người ta mua hàng người ta phải có quyền đồng kiểm chứ.
biết đâu người ta gửi cho mình cái rẻ lau thì sao, đúng không ạ? Tiền mình bỏ ra bằng thật. Chị Hoàng Hương rồi ok ạ, à. Giang Hậu Võ Dương ok chị luôn ạ, à. Chị biết Đoàn Thị Anh rồi ok ạ, à. Chị Hải Hoàng lên số điện thoại cho em mới nhá, Q7 cho em ạ, à. Rồi hai cột Umi, cột Umi thì em cái loại mà Q1 vẫn là 100.000, còn cột Q7 là 140.000 đồng. Các chị yêu hai màu cho em ạ, à. Phong các chị tầm 63, 64 cân đổ về, 63, 64 cân đổ về, em đang mặc size L các chị này, size L. Ô em mặc size L cả. Có quần này mặc size L này, thì nó có S, M, L, XL, 2XL đúng không? Thế tầm 62, 63 cân thôi. 62, 63 cân. Chất đẹp, min man, được chưa ạ? 140.000 đồng, các chị lên đơn cho là Q7 nhá. Khuyên thật tình luôn đấy, các chị lấy mẫu này mà. Đấy, mẫu nào đẹp ý, thì em sẽ gọi hàng thêm. Còn mẫu nào mà em cảm thấy là chất nó không được, lên form nó không được đẹp lắm, mặc dù chất nó đẹp nhưng mà lên form nó không được chuẩn, thì em sẽ không về bù nữa. Còn mã nào mà các chị gọi là em mặc lên nó đẹp ý, thì là em sẽ cho về hàng liên tục. Đấy, về trong khoảng là 4 like các chị nhá. Còn mã nào em các chị thấy em xuất hiện chỉ trong 1 like thôi thì mã đấy là em sẽ không có về hàng nữa. Đấy, tại vì lên form nó không được chuẩn form ấy. Đấy, còn mã này các chị cứ lấy đi ạ. Form đẹp các chị yêu. Không rộng quá luôn đấy các chị này. Gọn người nhá, bụng cái bụng mà chị nào to ấy mặc cái form này nó giấu, nó gọn người cực kỳ luôn ạ. Xếp ly hơi nhỏ đằng trước cho em. Cái phần cạp này các chị nào bụng to nó che khuyết điểm luôn các chị yêu này. Các chị nhớ không ạ? Đấy, cái phần này là che khuyết điểm nhá các chị nhá. Tạp khóa của nó là khóa dọc lệ, khóa sườn cho em. Đấy, các chị này, không lộ bụng luôn, che khuyết điểm lộ bụng, không có lộ bụng cái mã này cho em ạ. Q7 đúng không? Q7 kèm số điện thoại cho em ạ. S, M, L, X, L, 2, X, L. Được chưa ạ? Rồi em qua mẫu nhá. Chị yêu lấy Q7 các chị lên đơn. Cho em xin một mã áo phông đi. Đây hầu như còn màu trắng đúng không? Màu X, 2X này. Áo này các chị lên mã này là mã gì rồi? Này các chị nhìn cho em mã 140, quần này các chị có thấy xứng đáng không? Lên form quá đẹp. Quần này có shop mới bán 200 mấy một quần thôi. Đây các tình yêu. Bây giờ nếu mà ví dụ như các chị đi may cũng chẳng bao giờ có giá này đúng không? Nguyên cái tiền công cũng không đủ. Nguyên tiền công không đủ. Đấy, nguyên tiền công may đi đo rồi các kiểu luôn. Mà may có phải được đấy luôn đúng không ạ? Mấy ngày, nhanh thì mấy ngày. Chị ơi, mã này hết hàng à? Mã còn mấy chiếc này? Mã này em còn 1X, 2X nhé các chị yêu. Mã này các chị comment cho là H3 đúng không ạ? Áo H3. H3 em có trắng với hồng ạ. Đây các chị, H3 cho em 110.000. Mạng quá kém quá không xem được á. Thế à, xong nay tối mạng chán đấy nhở. Chưa này xem được nhỉ. Chị có xem được không ạ? À? Q7 chị Lương Liên này. Nói chung là chắc là tùy từng vùng thôi chị ơi. Chứ còn em vẫn like bình thường, mạng em vẫn like bình thường mà. Rồi ok các bác luôn nhá. Áo này các chị comment là H3 cho em ạ. H3 là bao nhiêu tiền chị? 110.000 nha các chị nhá. Form các chị tập của 62, 63 cân đổ về. Đấy chị ạ, có sao các chị tầm 62, 63 cân đổ về các chị chốt đơn ạ. Mã này các chị áo là H3 cho em. Các chị nhìn cho em ạ, dòng đá kết cườm cho em ạ. Dòng đá kết cườm cho em ạ, hàng Quảng Châu xịn xò luôn các chị nhá. 110.000 đồng ạ. Em sell nốt này. Cái màu hồng này em còn nguyên size 1X thôi, còn đúng 2 chiếc ạ. Chị nào lấy các chị lên đơn cho em ạ. Mã này là H3. Rồi ok chị ha, do bạn vẫn xem được mà. Chị Oanh Q5 với Q7 chất như nhau chị. Q5, Q7 chất như nhau. Có xanh được, ok chị Quan Diễm. Đây các tình yêu ơi, cái mã này em còn có vài chiếc thôi. Em phải săn bằng được, tại vì cái mã này nó đẹp mà chị. Chất đẹp, xong là bây giờ chị em mình nếu mà mua thì các chị được mua rẻ. Đấy, 110.000 các chị thấy không ạ? Toàn bộ hàng nó xịn sò luôn, các chị nhìn cho em cái màu này. Hồng em còn đúng 2 chiếc các chị nhá, 110.000 nốt các chị này. Còn áo cũng là 110, áo H3 màu trắng là 110.000 đồng. Chị nào lấy H3 các chị lên đơn nhá. Rồi mạng vẫn xem bình thường. Nói chung là có chỗ xanh được, có chỗ không ấy.
tùy từng vùng thôi chị ơi. Cái này còn mấy chiếc màu trắng này ạ. Quần em có hai màu chị ơi, quần Q7 có hai màu là đen nâu. Nói chung là em chỉ về hai màu đen nâu thôi, còn các màu khác thì nó rất là khó phối đồ. Ví dụ như là màu xanh, xanh màu sáng sáng một chút thì nó rất là khó phối đồ luôn. Em ơi chị kia được hàng, chị lên số điện thoại giúp em với nhá, kiểm tra đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Mi Hoàng Hải, quần em mặc có hai màu. Đấy, áo này là mã H7 ạ, em xả nốt em nghỉ đây các bác ơi. À H3, áo này là H3 cho em. 110.000 đồng ạ. Chất đẹp, các chị đánh giá đẹp luôn. Đó, xịn chưa, màu này nhẹ nhàng nhá, mỗi này các chị mặc quần bò nó sẽ đẹp hơn là quần vải ấy. Đấy, mặc quần bò sẽ đẹp hơn là quần vải nhá. H3 chị mang thì ok là quần vải nhìn đã đẹp. Đây là mặc quần vải nhìn nó lên đẹp thế này rồi, mặc quần bò nó còn đẹp hơn. Đấy chị ạ, mặc quần bò còn đẹp hơn luôn ạ. H3 cho em ạ, lên các chị một mẫu áo gió nhá các chị nhá. Đây, một mẫu áo gió đẹp cho các chị luôn này. Xem con áo gió này. Đen vàng có 1x2x đỏ. Quy 7 140.000 chị ơi. Đen vàng, đen vàng có 1x2x, còn đỏ đấy này, hay có 1x. Ôi áo này, đen với vàng có được sao? Quy 740. Để chị ạ, quy 7 các chị nhanh tay đi, tại vì là hàng này em mới thử lấy mẫu thôi, em không dám lấy nhiều, nhưng mà không biết là ngày mai nó có hàng không ấy, tại vì là quần này những cái hàng quần hot ấy mới ra cái những cái mẫu nào mà bán chạy là nó sẽ là rất là nhanh hết hàng luôn, mình gọi hàng rất là khó. Đấy em nói thật các chị lên lấy cái quần cái form này cho em này, đẹp lắm. Món này các chị có phải là gió mấy là gì nhỉ? Gió 5 à? Gió là làm gió 5 cho em. Gió 5 và kèm số điện thoại cho em ạ. Cầm cái áo nó nặng tay nó sướng cái này cơ. Đấy chị ạ, cầm con áo các chị này, đẹp nhức nách luôn. Đấy chị ạ, mã này các chị yêu lên đơn cho em là H5. À quên, gió 5 cho em nhá. Theo hết toàn bộ cho em và của nó là đính kim sa. Đấy chị ạ, 200.000 đồng các chị yêu nhá, 200.000. Mã này các chị yêu lên cho là gió 5 mà kèm số điện thoại ạ. Có 1x2x đúng không? 1x2x luôn. Màu vàng. Tất cả mũ này tháo rời ra cho em này. Các chị nhìn cho em con gió gọi là đẳng cấp luôn. Đấy chị ạ. Ôi, có phải nghĩ ngợi gì không các chị? Sao nó đẹp vậy này? Được chưa ạ? Kể cả cái áo này em để vào trong vụ em bán được. Bây giờ nó đã lạnh đâu đúng không ạ? Đấy, muốn cho chị em mình được mua bây giờ, từ bây giờ giá được rẻ. Chứ vào trong vụ là lúc đấy em không lấy được rẻ cho các chị đâu. Bây giờ có bao nhiêu thì các chị cứ tranh thủ lấy đi. Mà em có là đỏ, đen, vàng, hồng. Có hồng không? Đỏ, đen, vàng, hồng 4 màu cho em ạ. Phong các chị tầm khoảng là 62 cân đổ về. Để chạm 40 cân đến 62 cân ạ, 200.000 đồng các chị nhá, gió 5 cho em ạ. Chị Nguyễn Hà rồi ok. Áo hát ban 50 cân mặc được và tình yêu. Mặc được. Trời áo phông em thề luôn, cái áo phông là cái loại mà mặc dễ nhất trên đời. Áo phông với áo len ý, tại vì nó co giãn mà các chị. Áo phông nó co giãn theo chiều cơ thể chị em mình, cứ người to người béo thì nó sẽ giãn. Và chị nào người nhỏ thì nó giãn ít thế thôi. Đấy, size số nói chung là nó đánh size số thì nó form này tầm bao nhiêu cân, ý. Thì các chị cứ thoải mái cho em nha, nó không phải như áo da, khó mặc như áo da đâu. Áo da mới là khó mặc, tại vì áo da nó không giãn, cho nên là chỉ cần chật hay rộng 1cm thôi là các chị đã không mặc được rồi. Đấy, rộng một tí còn mặc được, chứ chật thì không nít được luôn cái áo da. Nhưng mà áo phông là dễ mặc nhất. Đấy chị ạ, đây các chị này, áo phông nó giãn mà các chị. Đấy. Đấy chưa ạ. Q7 ok, Phú Phòng Nguyễn, quần em mặc là Q7 chị đao hói lấy đi. Khách quen các chị cứ vào một chốt, em nói thật. Để chị ạ, mua hàng em mãi rồi, các chị biết này, cái form dáng lên mặc nó đẹp như này luôn ạ. Đường kim cũng chỉ sắc nét các chị nhá. Nhận được hàng nhớ em cho em xin một cái feedback. Đấy chị ạ, gió 5 cho em ạ. Tạm Ngọc Phượng ok, em chúc đơn ạ. Minh Nguyên có đen này, món em có cả đỏ luôn nhá. Rồi, các chị nhìn cho em một con áo này. Trời ơi, chưa vào vụ mà sao nó đẹp vậy trời. Hàng này không phải hàng năm ngoái em bán đâu. Năm ngoái em không nhập được. Cái nhân tắc quá. Nhập vào đã 300 mấy rồi về bán kiểu gì? Đúng không ạ? Nhập đã trên 300.000 thì về bán kiểu gì đây? Chẳng qua là hàng này em bật được giá sale thì em mới dám nhập thôi, chứ còn chính phẩm của nó không có giá này các chị nhá. Rồi ạ, gió 5 cho em. Gió 5 40 kg hồng ok, em chốt đơn Huy Hoàng này. Để các chị nhìn xem màu đỏ này. Đỏ bên ngoài của nó sẽ là đỏ đậm nhé các chị yêu. Cái chạm đỏ là đỏ đậm cho em ạ, gió 5 cho em. Xịn chưa? Các chị nhìn cho em này,
Chị chạm form đẹp nha các chị nha. Dáng trẻ trung. Đó, 5 màu đỏ ạ. Khóa tháo mũ ra cho em. Các chị không thích các chị tháo được mũ ra cho em này. Cầm cái áo gió nó không phải là cái chất mà cái hàng gần như chất ni lông đâu. Cái hàng áo gió này giãn giãn rất là thích luôn. Em vào phụ em chỉ thích mặc con gió nhẹ nhẹ như này thôi, nó không mỏng quá. Đấy, bên trong mình chỉ cần mặc một cái áo len hoặc một áo giữ nhiệt là thoải mái ấm rồi. Trừ khi lúc nào mà rét đậm rét hại thì các chị mặc áo phao thôi. Còn gió này thì thời tiết gọi là nó hơi lạnh lạnh một chút là các chị mặc là ngon rồi các chị ạ. Đấy, gió 5 cho em màu đỏ này. Q7 là 140.000 nha, em không bán quần định hình chị ơi, Quỳnh Tiên rồi ok. Q7 140 cho em, chị yêu nha. Q7 em có đỏ đen, quanh ngọc, giống nhau chị ơi. Đây cái chế này, màu đỏ cho em ạ. Màu đỏ có kèm số điện thoại ạ. Quần em mặc là quần Q7, còn áo là gió này là gió 5 cho em ạ. Nếu khách nào khách muốn các chị cứ lấy đủ màu về mà bán. Tại vì là màu, tất cả màu đều đẹp luôn ạ. Chị đao hò thì ok, chốt đơn quần Q7 nhá. Để cho áo là mã gió 5 cho em. Gió 5 màu đỏ này. Gió 5 màu vàng có mấy không chị? Màu vàng có đấy. Vàng có hàng không? Có một ít hãy. Rồi màu vàng có này. Được chưa? Xịn chưa? Cho em xin công nước. Có nước trong tủ lạnh không? Không. Đây nè các chị ơi, cái thêu của nó cũng đẹp nhá, không có một đường lỗi luôn ý. Đường thêu của nó cũng xịn luôn. Nhá chị này, nói sai em đang mất lộc trong vụ em hỏi đắt quá. Em định lấy về một ít em bán lẻ ấy. Em bán like ấy, nhưng mà em định lấy mẫu like nhưng người ta nói giá cao ngất trời. Lúc này nó không lấy được. Sau năm ngoái em phải bỏ qua cái mẫu này mà. Năm ngoái phải bỏ qua. Đấy, năm ngoái em chỉ có đúng 2 mẫu thôi. Chốt đơn 5 giờ chiều em đi đơn rồi. Chị Nguyễn Yến ok ạ, à. Chị Tùng Trung rồi ok. Chị Nguyễn Hồng. Chị Nguyễn Hồng ơi, lên số điện thoại cho em với nhá. Màu đỏ là đỏ đậm đấy các chị ơi. Màu bên ngoài nào đỏ đậm nó đẹp đẹp lắm ý. Không phải đỏ tươi chót chót như trên line này đâu. Màu lúc nào ở trên line cũng bị sáng hơn so bên ngoài. Chị yêu lấy comment cho là gió 5 cho em màu đỏ của chị này. Gió 5 màu đỏ kể số điện thoại cho em. Gió 5 màu vàng các chị yêu ạ. Màu hồng có ít thôi. Gió 5 màu vàng. Quần có bán là chị, quần em mặc là quần Q7 nhá. Quần em mặc là quần công sở, quần vải của mã quần Q7 cho em. Quần bếp ghi. Giáo vụ lại còn tranh nhau hỏi Loan ơi có áo gió không nhỉ. Lúc đấy lại chị ơi áo này hơn 300.000. Làm gì có giá này đúng không ạ. Em mà đợi được vào trong vụ bán thì chắc lúc đấy là không có giá này đâu. Đấy, cái gì nó có giá của nó mà. Bây giờ là đang giữa hè em nhập áo gió về em bán thì lúc đấy mình mới được rẻ. Nhưng mà trong vụ là lúc đấy em bắt đầu lạnh rồi mới đi mua thì giá của nó chắc chắn là không có giá đẹp như bây giờ rồi. Chị Thủy Nguyễn ok luôn ạ, à. Chị Nguyễn Hồng có nhá. Chị Hảo Bích ok luôn ạ, à. Chị Quan Diễm có, Thủy Nguyễn ok luôn. Có giá 200.000 đồng một cái áo hàng Quảng Châu. Các chị gọi là trong vụ các chị không bao giờ có mua được. Kể cả bất kể một cái gì cũng thế. Khi mà mình mua trái vụ ấy thì nó cực rẻ. Không chỉ riêng quần áo đâu mà tất cả các sản phẩm nào cũng thế luôn. Đấy chứ ạ, kể cả. Nhưng mà hoa quả trái vụ nó lại đắt nhỉ. Đấy, chỉ có hoa quả trái vụ, cái đồ ăn trái vụ thì nó đắt thôi. Nhưng mà quần áo hay lại các thứ khác thì trái vụ em nghĩ là nó rẻ. Đấy, đang giữa mùa đông mà em bán áo phông thì chắc chắn nó được rẻ rồi đúng không ạ. Giữa mùa hè án áo phao, áo len, áo da các kiểu. Quần len mặc còn không, chị vừa vào con như chị Vân MP. Quần em mặc là Q7 hàng em vừa mới về xong mà chị. Quần Q7 lúc này các chị chốt điên đảo bây giờ mà hỏi cũng sắp hết rồi này. Quần em mặc là 140. Áo này là 200. Áo gió trên là 200.000. Tháo khóa được ra cho em nhé. Mũ không thích các chị tháo được ạ. À. Màu vàng có mấy chiếc chị? Màu hồng chứ. À màu hồng. Màu hồng có 4-5 cái các chị nhá. Đây các chị này. Còn màu vàng, màu đỏ, màu đen các chị cứ chốt thoải mái. Còn màu hồng em chỉ có 4-5 chiếc thôi. Hồng có 4-5 chiếc màu hồng. Hồng không phải hồng phấn đâu các chị ạ. À. Hồng đẹp nhá. Hồng ở trông nó trẻ trẻ này các chị này. Chị ạ, hồng này đẹp này, các chị nhìn cho em cầm cái áo gió nó phải nặng tay, nó đầm tay đây mặc mới thích, đúng không ạ? Cái áo gió mỏng tèo tèo ấy, lúc mà lạnh một cái là mình mặc gọi là rét run hết cả người sao mặc được. Đây. Hàng này không phải hàng lót lông đâu, hàng này đắt hơn hàng lót lông ấy. Tại vì chất nó đẹp hơn hàng lót lông nhiều. Chị Lương Liên rồi ok, các chị cứ tin em đi, lấy từ bây giờ đi, về các chị lấy thử một cái được, sau đẹp thì mua thêm.
được chưa ạ? Chị quân em P rồi, ok, chốt đơn Q7 này. Rồi mặc cái quần này nó êm du luôn, mặc thích. Trưa nay đơn trưa nay chưa gọi chút xong chị ơi, vẫn còn đơn của trưa nay ấy. Đâu nhỉ? Vẫn còn một sấp của đơn trưa nay đơn chưa gọi. Đây vẫn còn mặt này đơn chưa của trưa hôm nay chưa gọi. Đấy chị ạ, vẫn còn chưa gọi đơn hết đơn ấy. Sáng ngày mai như vậy em sẽ gọi chốt tiếp, đấy chị ạ. Đây màu hồng đây. Đẹp chưa các chị? Đấy chị ạ, cái thêu của nó cũng xịn. Chị Bùi Mỹ Duyên có, chị Nguyễn Thơm ok, chị Vân Bùi rồi ok, chốt đơn. Nói chung là bây giờ các chị có tiền thì các chị cũng mua để dành, đấy chứ ạ. Tội gì, chất nó vẫn như thế nhưng mà vào vụ là mình mua đắt hơn. Sau khi đấy mà lúc đấy là hàng nó sẽ là vào vụ là bắt đầu người ta sẽ là làm theo cái kiểu mà nhanh nghĩ, làm nhanh nghĩ nó không được cẩn thận như bây giờ. Chứ là đường kim của chị nó không được sắc nét đâu, thật sự luôn đấy ạ. Đây ạ, chị Lữ Thị Vợi có ạ. Đây các chị yêu, chờ chị đào chốt màu hồng, các chị lên đơn cho em nhé. Quy, à quên, gió 5 cho em màu hồng ạ. Gió 5 màu hồng kèm số điện thoại cho em từ cái túi bóng các chị nhìn. Nếu chị nào sành mua các chị nhìn qua các chị biết luôn là hàng Quảng Châu hay hàng Việt Nam đúng không ạ? Đấy, các chị nhìn qua các chị biết luôn các chị yêu nha. Đấy chứ ạ, chị trò luôn. Đó, các bác nào lấy lên đơn cho là gió 5 kèm theo màu số điện thoại ạ. Nguyễn Kim Anh rồi ok, chốt hồng dồn đơn này. Rồi chị đưa cho em một cái quần quần đỉnh một của trưa hôm nay phát. Rồi em qua mẫu quần này nhá. Không biết là các chị có thích quần công sở loại đắt hơn không? Hôm nay em về một cái loại này, em về thử mẫu thôi. Em mới về thử mẫu thôi, không biết các chị có thích không để em lên luôn nào. Chị Bình Hùng rồi ok, em chốt đơn quần Q7 này. Đây các chị một mã này nữa. Dòng đắt hơn này. Đây loại xịn nhá. Đây loại loại xịn này. Chị sao em cái loại này vậy? Đây loại loại xịn này. Được chưa? Đây nhá, em thử lên quần này trước đã. Con này lại sẽ là con to hơn. Con to hơn những cái dòng quần kia. Cái mẫu này có hai màu nâu đen đấy chị ơi, SML 3 size. Bé em một tí nhá, quần này các chị coi là quần Q8. Q8 nhá, nâu đen. Hàng Quảng Châu của em đang mặc size S. Còn hàng Quảng Châu lúc nào cái form nó cũng to hơn hàng Việt Nam. Đấy chứ ạ, quần em mặc size S đây. Thích cái này, nó có 3 size SML màu đen nữa. Chị ơi tìm một em cái màu đen của quần này rồi. Mã này các chị coi là Q8 nhá. Chị Linh Tùng rồi ok, Diệp Anh rồi ok, chốt đơn. Đây chị tài tên đây loại xịn này. Đấy chứ ạ, loại xịn cho em hàng mắc đen. Rơ tặng cái này là đến to. Đây chưa tìm được size bé à, đây size L và size L là form to, size to nhất luôn này. Hôm nay các chị tầm khoảng 62 cân đổ về. Để chặn 62 cân. Mã này các chị phải tầm khoảng 50 cân đến tầm 62, 63 cân. Ok không ạ, form này form to nhá. Hôm nay các chị phải trên 50 cân mới chốt ạ. Lên cho là mã Q8 ạ, 200.000 một quần. Q8 này 200.000 như các chị yêu. Màu nâu của nó sẽ đậm hơn một chút. Để chặn nâu đen hai màu các chị lên mã Q8 ạ. Q8, dòng này hàng Quảng Châu cho em. Để chạm quần này hàng Quảng Châu này các chị yêu. Q8 và cách số điện thoại cho em ạ. 200.000 một quần vải công sở các chị yêu nhá. Chất đẹp lắm luôn, các chị nhìn cho em lên form này. Thấy chưa?
cái xe nhỏ không chị? Q8 ạ, 200.000. Có ít thôi, hôm nay em mới về thử hàng thôi. Chị mới về thử hàng các chị thôi ạ. 3 size XML, 3 size XML, mã hàng Q8 ạ. T26 là mã nào chị? Bây giờ em hỏi em từ hôm thứ 6 rồi sao em nhớ được chị? Đây. Mã này các chị coi là D8 cho em ạ, 200.000 một quần. Quần này mặc thích. À Q8, Q8. Các chị nhìn cho em cái hàng mác của nó này. Đấy chị ạ, dòng xịn sò luôn các chị nhá. 3 size XML. Nói chung là phone này các chị trên 50 cân đến tầm 62 cân đủ với em chút đơn. 62, 63 cân. 200.000 một quần. Q8. Ok chị Minh Nguyễn này, mã này em chỉ về được 5G thôi. À đâu? Không được 5G. Đấy chị, hàng này hàng thử thôi. Tại vì là cái hàng này là dòng đắt hơn. Giá này nếu mà giá thị trường vẫn đang bán là trên 300 đấy các chị. Các chị nhớ cái quần này trước em bán, em nhập vào đợt đầu tiên của nó là giá của nó sẽ là giá bán lẻ hơn 400.000 ấy. Đấy, quần này là giá đợt sale các chị này. Em tặng các chị giá 200.000 đồng một quần này các chị nhá. Mã hàng Q8 ạ, 65 cân tùy chiều cao chị. 65 cân nếu mà eo người chị gọn thì chị mới mặc được. Tại vì là cái khóa này là dạng khóa sườn, khóa nhỏ ấy, khóa giọt lệ cho em. Đây chị này. Túi sâu các chị yêu nhá. Làm rất là sắc nét luôn, hàng quần này hàng Quảng Châu cho em ạ. 200.000 một quần. Ok không ạ? Đây các chị này. Chuẩn đẹp cho các chị luôn. Q8 ạ. Đấy chị ạ, chị Nguyễn Yên ok chốt hai cái nữa, chốt các chị nào vừa các chị lấy cả đôi. Đấy chị ạ, Hoàng Thị Nga rồi ok chốt Q8 dồn đơn này. Q8 hai màu nhá, đen nâu. Hai màu đen nâu cho em ạ, 200.000 một quần. Chị cho em cái mã khác các chị. 200.000 đồng một quần Q8, em còn một mẫu áo khác các chị yêu này. Lên một mẫu áo nữa đi. Áo gió đi các chị, cứ lên áo gió lúc nãy là mã gì nhỉ? Áo gió 5 đúng không? Quần này quần Q8. Ok chị Tài Tân này. Chị ơi cái hàng này nó là dáng baggy mà nó sẽ không co giãn đâu, chất nó sẽ không co giãn nhiều như kiểu nó dáng dạng thụng thụng như này ấy. Nó chỉ hơi giãn thôi, phải nó hơi giãn thôi. Nhưng mà nó thoải mái mà chị. Đây này. Em mặc cái này chị nó có ôm sát đâu. Nó là dáng baggy mà. Mặc có thoải mái mà, nó có phải là dáng ôm sát quá đâu chị. Áo em mặc là 101. 1m58 là 64 cân à. Chị mặc cho em size L ấy, em mặc size S này. Đấy, em 53 gần 54 cân là size S nhá. Đấy các chị được trên 50 cân chị mới chốt đơn mã này được. 50 cân tầm khoảng 62, 63 cân đấy, chị người gọi tầm 64 cân mặc được size L cho em. Không phải dáng baggy không to đấy. Đấy chị ạ, dáng baggy không to. Đây áo này các chế lên cho em này, còn vài chiếc thì em cũng bán rẻ nốt các chị luôn. Được chưa ạ? Kim tép rồi ok, chốt đơn dồn. Này béo bụng này, đây béo bụng nhưng mà mặc cái quần này lên những cái dáng quần baggy này mà không bị lộ bụng. Chị Tài Tân ơi, khách quen thì lại điện thoại với nhá. Mã này các chị comment cho em là hát mấy chị? Hát bồn đúng không? Áo này là hát bồn xe. Các chị nhìn áo này. Xịn chưa? Hát bồn và kèm số điện thoại à? Hát bồn kèm số điện thoại cho em. Phê chưa các chị? Đấy, cho các chị gọi là cổ mắt luôn. Được chưa? Hát bồn kèm số điện thoại cho em. 101. Được chưa? 101 một áo. Chuẩn hàng Quảng Châu các chị yêu. Được chưa? Các chị nhìn cho em từ tắc mắc rồi túi bóng của nó luôn ạ. H4 và kèm số điện thoại cho em. Quần là quần Q mấy nhỉ? Q8 đúng không? Quần là quần Q8, áo là áo H4 cho em. Q8 là 200, còn áo H4 là 110.000. Cái này hình như còn cái màu trắng. Đấy chưa ạ? Áo là 110.000 là H4. 67 cân không vừa được đâu chị ơi, quần 67 cân không vừa tại cái quần này nó không giãn. Thế là em chỉ chốt cân đối với các chị nào khoảng trong cái mức cân đấy vừa thôi, chứ còn 67 cân này em không dám nhiều chốt. Những cái quần nào mà hàng co giãn mạnh thì em mới dám chốt thôi chị Hàng Lộc ơi. Chị Mai Loan rồi ok luôn ạ, H4 cho em nhé.
ví dụ như 60 cân 1m50 chị cũng không vừa. Đấy, cho nên là lúc nào mà chốt đơn thì em vẫn phải hỏi các chị về cân nặng chiều cao, chứ không phải tự dưng mà chị 60 cân là em cứ chị nào cũng 60 cân các chị cũng mặc size L. Đấy, ví dụ như thế. Nó phải tùy phụ thuộc vào chiều cao, cân nặng của các chị nữa. Em bên này em có cả màu đỏ này. Đúng không? Màu đỏ em còn sót có 2 chiếc màu đỏ thôi. 1X này. 1X. Hôm nay các chị dưới 60 cân thôi. Đấy chứ ạ, dưới 60 cân các chị lên đơn mã này cho em ạ. Mã này các chị comment cho là H5 à H4 nhá, H4 đỏ và H4 cho màu trắng kèm số điện thoại cho em ạ. 110.000 đồng các chị yêu. Eo á, eo em 74-75 đấy chị. Dạo này em béo, em bụng em to. Eo lên đến 74 rồi chị ạ. Bình thường eo em chỉ tầm 70 thôi, nhưng mà đợt này đo eo phải tầm khoảng 74. Là đo cách đây tầm hơn 1 tháng. Đợt này thấy béo hơn, chắc là lên vòng eo chắc là lại to hơn rồi. H4 chị Hoàng Hường lên số điện thoại cho em với. Chắc là eo em tầm khoảng 74-75. Cùng lắm là đến 76 thôi. Đấy là thắt mồm, bực mồm lắm rồi đấy. Đây, các chị này, mã này em còn có đúng 2 chiếc, 3 chiếc màu đỏ. 3 chiếc màu đỏ nhá. Đấy, lúc thì gầy quá, uống thuốc tăng cân. Xong rồi sau béo lại lên cân lại không cản không kịp. Linh Kim rồi ok. Quần em quần bao nhiêu em chị vừa vào xem lại. Quần em mặc là 200 chị ơi. 1m53 nặng 50 cân mặc quần Q8 size gì? 1m53. Mà nặng 50 cân em lấy size M đi em. Em lấy size M là vừa nhá. Chị Hoàng Hường cho em số điện thoại với. Chị nào có đơn các chị lên đơn cho em ạ. Thu Nguyễn ok, xuất H4 màu trắng dồn đơn. Em còn 3 cái màu đỏ các chị nào. Chị nào lấy màu đỏ các chị lên đơn cho em nhá. H4 cho em màu đỏ, đẹp lắm. Còn 3 chiếc em con lúc các chị 110.000. Đây màu đỏ cho em. Đỏ bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên làng một chút các chị nhá. Ok chưa ạ, H5 màu đỏ và kèm số điện thoại ạ. À H4. Còn áo da hình đôi giày á. Áo đá hình đôi giày á. Đá hình giày. Để em tìm xem nó còn không á. Tại vì là đá hình giày còn chưa. Ở trong kia chị mấy cái cọc to to kia là cái gì đấy. Chị cho em xin một mã áo gió tiếp đi. Áo gió nào còn ít ít mang đây. Còn mã nào nhiều thì để trong vụ bán được. Rồi chị nào đến đỏ các chị lên đơn nhá. Mấy chị? Do 6 đúng không? Ok, chị Phạm Ngọc Hà. Chị Phan Hoàn rồi ok, em chốt đơn. Còn chị Lan Lưu Thị ơi, không có lốp tốt phóng tay nhé còn. Áo này các chị lên cho là mã gió 6 à? Gió 6 và kèm số điện thoại này. Con này đẹp lắm. Đấy chưa? Không có hàng đúng không chị? Hồng vàng đỏ ba màu đúng không? Rồi hồng vàng đỏ ba màu cho em. Mã này các chị comment cho em là gió 6 ạ. Em thề luôn, con này mà các chị nhận hàng các chị chê thì em nghỉ bán hàng thật sự luôn đấy. Các chị nhìn này. Thấy chưa? Con này mà nhận hàng chị nào mà chê thì chắc chắn là em nghỉ bán hàng luôn đấy. Con này hàng của nó hàng 380 giá cũ. 200.000 trong ngày hôm nay các chị. Cho em xin một cái quần bò của mã đỉnh với mã quần bò cà chun. À đây. À cà cúc. Đấy, thôi để em phát lấy. Để em tí nhá. Cái này em mặc cái quần bò cho các chị xem luôn. Rồi chị Lê Thu Hoàng có ạ. Chị Phương Lê Phương ok này. Phạm Mộc Hà có ạ. Chị Nhung Hoàng ok, em chốt đơn. Để em một tí em lên con áo gió này cho các chị xem luôn này. Chị nhà đấy. Chị quần bò đấy. Thiết cầu ấy nhưng mà cái này em cắt quy. À xấu đấy à. Ai đi. Thank you.
nhá. Gió này là gió 6 các chị nhá. Cái gì ạ? Xem tin nhắn mai gửi hàng cho chị với nha. Chị Phạm Thị Linh, chị bảo là gửi chuyển phát nhanh đúng không? Nếu mà gửi chuyển phát nhanh là chị phải chuyển khoảng 100% đơn hàng em mới ship nhanh được. Đây tình yêu ơi, bạn em có hai size nhá, LXL, à quên, 1XL với 2XL. Gió 6 cho em ạ. 200.000. Đúng không ạ? 200.000 đồng. Em đang có màu hồng này. Màu hồng, màu đỏ, màu vàng. Hồng, đỏ, vàng, ba màu cho em. Đỏ có 1X không? Còn đâu rồi? Đấy chứ ạ, hồng, đỏ, vàng. Các chị lên đơn cho em ạ. 200.000 đồng một áo. Các bạn bán nhanh cho em mẫu này, tại mẫu này là số lượng ít, mẫu lẻ. Đấy chứ ạ, số lượng ít, mẫu lẻ cho em ạ, 200k. Đấy, các chị lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? Gió 6 và kèm theo màu số điện thoại nhá. Màu vàng đâu, chị đưa cho em hai con màu hồng vậy. Hai cái mã này đều màu hồng hết này, với lại đỏ. Hòa Phương Thảo ok, Đu Sen HD đã thấy thì em lên cho các chị một mã cột công sở hàng đẹp nữa nhá. Hôm nay thì em về được 3 mã hay sao ấy? Hai mã à? Yeah. Em tí em lên các chị một cái mã quần công sở đẹp cho các chị luôn. Gió 6 màu đỏ ok chị Đức Vi. Đấy chạ, quần em quần này là 290. Quần này em có là size S, M, L, XL. Đấy chạ, quần bò cặp cúc đằng sau là chun hàng Quảng Châu. 290.000 một quần. Hàng giá cũ là hàng 350. Sale 290. Đây áo gió em có là hồng, đỏ với lại vàng các chị nhá. Mã này gió 6 cho em ạ. Gió 6 kèm số điện thoại ạ. Vàng có hàng không? Vàng có. Vàng có này. Không có nhiều đâu. Mỗi mã có vài cái thôi. Chạm có 200.000 đồng. Các bác cứ tranh thủ mà lấy. Cũng đẹp như thế này luôn các chị này. Chị chạm gió 6 cho em. 200.000 một áo. Chị Quỳnh Thiên ok ạ. Hào Bích em nhìn thấy nhá. Lê Thu Hàng quần này 290. Nó có cái túi về, các chị thích cái túi cho em nhé. Có cái nó chưa thích túi ở đâu. Đều có túi áo hết ạ. Tối qua gọi rồi mà chị. Chị Nguyễn Sứ rồi ok. 1X 2X nhé chị nhá. Cái mã này không đánh là S, M, L đâu, đánh 1XL 2XL. Các chị từ trên 40 cân đến tầm 62, 63 cân để đếm cho tôi. Mã này các chị yêu lên là gió 6 cho em màu vàng ạ. Gió 6 màu đỏ và gió 6 cho em màu hồng. Kèm theo số điện thoại cho em ạ. 200.000 một áo ạ. Đây màu đỏ này. Tất cả đằng sau của nó hàng theo cho em các chị nhá. Chứ không phải in hay dán gì đâu ạ. Hàng chuẩn chỉ luôn các chị này. Đẹp sắc nét. Đấy cầm nó áo nó mềm mại. Chất lượng. Đây. Nhận được hàng các chị gọi là sờ nó sướng tay. Đấy chứ ạ. Sơ mi á. Sơ mi hiện tại chưa về sơ mi chị ơi. Đây lên các chị một cái mã này nữa. Áo phông nhá các chị nhá. Lên tiếp áo phông đi. Từ để đây đã chị. Để đây. Mà mặc áo hồng nữa mà chị mặc áo hồng. Đây mã túi này. Cái này còn size gì? Khổng lê rồi ok chị ơi, 53 cân thoải mái cho em. Áo da nhỉ, em không có áo da mà hình đôi giày đâu chị Hảo Bích ơi. Không áo da hình như giày cả. Comment thì không có dấu. Không biết áo da hay áo đá. Nhưng nếu mà chị comment là còn áo da hình như giày không thì em không có. Màu hồng này có lợi ích nào? Hồng, hồng đậm này có lợi ích lợi các bác. Màu này thì có khó đâu màu này. Đấy chạ, hồng này em có lợi ích lợi. Các chị để hồng này hồng đậm cho em ạ. Màu này như là nhạt như là. Đây, các chị mà lên mã này cho em là mã H5 à? H5 đúng không? H5 mà kèm số điện thoại cho em. Còn các chị dưới 60 cân thì có size nhé. 40 cân đến 60 cân. Mã hàng cho là H5 mà kèm số điện thoại cho em ạ. 110.000 đồng. Chị Hoàng Hường rồi ok. À, quần này là đỉnh 1 cho em chị Lê Thu Hằng nhé. Quần đỉnh 1 ạ. Chị Linh Kim rồi ok. Chút đơn giá 6 bộ vàng. Các chị nhớ để lại số điện thoại giúp em với nhá.
Đây các chị yêu, chiếc áo này em có là hồng đậm với hồng nhạt. Chị ơi, cái màu hồng nhạt này có size gì? Hồng nhạt em còn nguyên size L các chị từ 55 cân đổ về, còn hồng đậm em có size các chị tầm 60-62 cân đổ về em chốt đơn. Đây các chị này, cái hồng nhạt cho em ạ. 110.000 hàng sale. Chị ạ, sale 110.000 đồng các bác này. Chất đẹp xịn xò luôn nhá. 101 ạ. Để các chế lên đơn hàng chưa là mã H5 và kèm theo màu của số điện thoại. Hồng này là hồng nhạt, còn đây là hồng đậm cho em. Đính đá cho em ở hình túi xách Chanel rất là đẹp luôn các chị này. Ok chị Thu Nguyễn ạ. Áo đá hình đôi giày bây giờ em chưa tìm được nó ở chỗ nào luôn đấy chị. Áo gió 45 cân có vừa chị ơi, trên 40 cân các chị mặc được rồi. 45 cân các chị cứ thoải mái cho em ạ. Áo gió mình mặc rộng rộng một tí càng đẹp. Áo gió không ai mặc mà ôm sát eo quá cả. Chị Hương Trần rồi ok em chốt đơn. Dưới 60 cân các chị cứ lấy cho em màu hồng đậm. Còn dưới 55 cân các chị lấy cho em màu hồng nhạt cho em ạ. Đúng rồi, khi mà mùa đông bên trong mình còn mặc thêm áo len mà. Chứ không phải là đây là em còn đang mặc với lại một cái áo không, hoặc là một cái áo hai dây bên trong ấy, thì là em mặc ôm được. Chứ còn đấy mà các chị mà mặc ôm quá thì lúc mà mùa đông mình muốn mặc thêm cái áo len bên trong vì nó gọi là nó dày quá, nó chật quá ấy. Quần bò mãi là đỉnh 1 cho em chị. Đỉnh 1 cho em là 290.000 một quần. Đỉnh 1 290. Đây. Nên đẹp vào cái màu hồng này đẹp này chị này. Ở trước hồng này về không có hàng mà chốt. Nhà em làm gì có áo gió là màu xanh nhỉ? Chị ơi, em không áo gió là màu xanh đâu chị ơi. Chị comment áo gió màu xanh 53 cân thì em không có đâu chị Đức Vi ơi. Áo gió từ lúc nãy em lên đến 5-6 mã chưa có cái nào màu xanh cả. Hôm nay mình chưa có cái gì màu xanh. Em còn cháo cái gì màu xanh luôn. Comment màu xanh thì em chịu. Em chịu luôn đấy. Tay ngọc kia là cái áo sơ mi 70.000 sale chị Thu Uyên ơi. Còn áo này là mã H5 nhá, H5 110.000 đồng. Các chị lên đơn mã này cho em, lên các chị một mã quần công sở hàng đẹp nhá. Chị Hoàng Thị Hiên comment mã hàng cho em, mới đừng comment là hồng nhạt hay hồng đậm. Áo quần em mặc là đỉnh 1 cho em, quần bò đằng sau cũng là chun các chị này. Cùng size S, M, L, XL, đằng trước là cạp, đằng sau là chun. Đấy, quần bò này dáng của nó là hơi boy cho em. Và quần này là quần 9 tấc các chị nhá, trên mắt cá chân cho em ạ. Trên mắt cá chân. Hoàng Thị Hiên, hồng em mặc thì các chị comment là mã H5 cho em, với H5 màu hồng nhạt và H5 trên màu hồng đậm, kèm số điện thoại cho em. Rồi ok chị Lê Thu Hằng ạ. Chị Duyên Hoàng ok em chốt đơn. Còn em mặc khác mà. Quần này có 3 size cho em, mã này các chị coi là Q9. Q9 có 3 size S, M, L. Hàng quần này cũng là hàng quần xịn, hàng quần cao cấp này các chị này. Được chưa? Đấy, các chị nhìn cho em hàng nhá. Quần này là quần Q9 cho em. Q9 và kèm số điện thoại ạ. Cái này của nó lại khóa sau. Cái này là dòng khóa sau cho em. Q9 là có 2 màu ạ.
này là quần quy 9 đúng không? Ờ, Đặng Dung ok, chị Thủy Nguyễn ok, chốt đơn ạ. Áo phông rắn có lốc tốp đợi em một xíu lên luôn nhá. Quần này các chị yêu lên chào quần quy 9 và kèm số điện thoại ạ. Để chào quy 9 và kèm số điện thoại cho em, quần này là 200 các chị này. Hàng này là Quảng Châu cho em nhá. Còn là các chị phải trên 50 cân ạ, 50 cân đến tầm khoảng 62, 63 cân. Em có hai màu là đen với nâu, em mặc màu nâu đậm các chị này. Chạm nâu đậm cho em với màu đen. Để chế nào lên cho em là mã quy 9 và kèm số điện thoại cho em 200.000 một quần nhá các chị này. Để chạm 200.000 đồng. Nó sẽ có là 3 size SML ạ. Con này là con to các chị nhé. Trên 50 cân các bác chốt lúc này. Đấy, trên 50 cân đến tầm khoảng 63 cân đổ về các chị lên đơn. 200.000. Quần này trước là hàng dòng 420. Em lấy được thanh lý để chạm xả nữa các chị là 200.000 một quần cho các chị xuống nha. Ok không ạ? Các bác lên đơn là quy 9 ạ. Mặc được chị Thái Nguyễn ơi. Chị Nguyễn Nguyễn ok, em chốt đơn H3 màu trắng. Còn quần này các chị coi là quy 9 và kèm số điện thoại cho em. Quy 9 ạ, quy 9 kèm số điện thoại cho em ạ, 200.000 đồng các tình yêu nha. Chất đẹp. Được chưa ạ? Cái quần sóc mà màu khói khói này chỗ nào rồi? Khói này là mã gì bây giờ? Quần sóc bò ấy. Mã gì cũng được. Sáng này giặt boy cho em, à quên giặt Becky. Minh Nguyễn ok, chị Tâm Mai rồi ok ạ. Thun có cổ em đang hết rồi chị ơi. Đấy chạ, em còn ít quần sóc các chị này. Quần sóc này cho em. Đó, nó chủ yếu là nó còn size S thôi. Còn size các size khác thì em gần như hết. Và các chị nào dưới từ 40 cân đến 50 cân các chị chốt nhé. Ok chị ạ, toàn bộ là hàng của nó là hàng em đang bán là giá 250. Bây giờ em chỉ còn size các chị tầm khoảng là 40 cân đến tầm khoảng là 50 cân thôi. Em mặc thì nó chật, nó kích cho nên là em sẽ không mặc lên nữa. Em sản giúp con quần này các chị là 160.000 cho các chị luôn ạ. À thế à, bao tiền? 170 à? Thì em nhầm 170.000. Em sản luôn các chị 170.000. Các chị coi là quần này sóc 2 cho em. Màu khói với lại là màu đen. Để chạm 2 màu lên màu khói các chị này. Khói em còn XL các chị nhá, S với XL. Đấy, XL các chị tầm còn là dưới 60 cân cho em ạ. 55-60 cân. Ok không ạ? Đây màu khói các chị này. Với lại màu đen. Từ khoảng là 55 cân đến 60 cân các chị chốt màu khói nhá. Áo gió em có nhiều mã lắm chị Hiền Bảo ơi. Quần em mặc các chị tầm 62, 63 cân. Và các chị trên 50 cân đổ lên thì tầm 62, 63 cân đổ về các chị chốt đơn. Đấy chị ạ. Còn quần sóc các chị coi là sóc 2 cho em ạ. Toàn bộ dòng này quần hàng Quảng Châu các chị này. Dòng toàn bộ của nó trên 300.000 hết. Giá đợt trước các chị yêu bây giờ nó lẻ sai. Em thanh lý các chị nốt là 170. Hàng Quảng Châu nó các bác. Đấy chị ạ. Tặng các chị giá 170.000 đồng. Các chế lên đơn thì là sóc 2 và kèm số điện thoại cho em. Để chạm sóc 2 và kèm số điện thoại cho em 170.000 đồng này chị này, cất đi này. Rồi lên tiếp các chị yêu một cái mã này nữa chị này. Cái mã này toàn bài giá lên nốt
còn đen với trắng còn mấy chiếc. Chị Duyên Hoàng ok, chị La Hằng ok ạ, chị Huy Hoàng ok, em chốt đỉnh 1 này. Áo đỏ 200.000 là cái nào chị ơi? Áo đỏ 200.000 lúc nãy em lên nhiều mã 200.000 lắm luôn ý. Đây á chị, đây này, gió này cũng 200.000 hết này, tất cả hôm nay gió là 200.000 hết. Đây các chị lên mã này là mã H6 à? H6 đúng không? H6 có kèm số điện thoại cho em ạ. Cái này có mấy cái rồi. Đây chị ạ, tổng có 5-6 chiếc. H6 cho em. Các chị nhìn cho em áo này. Để chị ạ, các chị lên H6 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đỉnh chưa các chị? Con này là XL chị này. Với XL đúng không? Để xem form các chị tầm bao nhiêu cân nhá. Đây. XL là form nhỏ đấy. Các chị tầm 55 cân đổ về, 40 cân đến 55 cân. Các chị chốt mã này cho em ạ. 40 cân đến 55 cân. Các chế lên mã này là mã gì ạ? H6 ạ, và kèm số điện thoại cho em. Em có đen đi trắng nhá. Đen trắng của mã hàng H6 ạ, 110.000. Các chị, em tặng các chị nút là 110.000 đồng. Còn có vài chiếc các chị yêu này, chốt nhanh tay có đơn ạ. Chốt nhanh tay có đơn mã này cho em H6 này. Còn nguyên size XL thôi. XL là form nhỏ các chị nhá, 40 cân đến 55 cân em chốt. Ok không ạ? 40 cân đến 55 cân em chốt đơn mã H6 này các chị này. 101 ạ. Sao có chị vô xì màu trắng không thế nào? Ôi, bây giờ em qua mẫu các chị hỏi, em qua rất là nhiều mẫu rồi. Các chị hỏi cho em xì màu trắng thì em sẽ nhớ được. Chế nào chốt comment là mã này H6 cho em. H6 là 110.000 đồng một áo ạ. Hai màu đen trắng. 101 ạ, hàng 185 cho các chị đốt 101 này. Còn bằng này chiếc em thanh lý nốt các chị yêu, nó không còn số lượng nhiều ấy. Để chạm 110.000 đồng. H6 ạ, kèm số điện thoại cho em. Chị Hoa Ngô rồi ok, chị Diệp Anh rồi ok, em chôn nó còn có vài chiếc thôi các chị này, chất đẹp miên man luôn, hàng Quảng Châu các chị nhá. Để chạy em chỉ còn đúng vài cái thôi, em thanh lý nốt các chị 110.000 đồng, còn giá trong vụ toàn bộ là hàng 185 là nhà em bán, còn dòng này ngoài thị trường không bao giờ có dưới 200.000. Để chị ạ, nhanh vuông luôn là không bao giờ dưới 200.000 đồng, các chị nhìn cho em con áo này, đỉnh cao này luôn. Để chị ạ, H6 cho em ạ, 110.000 một áo. Đấy, hai màu cho em, đen với trắng. Đây chị này, gió đỏ này, mã này là bao nhiêu đây? Gió 6. Đây là gió 6. Gió 6 em có là đỏ hồng vàng. Đấy chị ạ, gió 6 này có đỏ hồng vàng cho em 200.000 một áo chị này. Đấy chị ạ, form các chị tầm 62, 63 cân đổ về. Trên 40 cân đổ lên đến 62, 63 cân đổ về em chốt đơn gió 6 ạ. Có túi, các chị về các chị trích túi ra cho em này. Để chặn tất cả áo gió nhà em đều có túi hết. Gió 6 là 200. Chị Du Sen HD rồi ok ạ. Chị Nguyễn Thị Hương Ngô ok, chút đơn H6 ạ. Chị Diệp Anh có H6 ạ. Chị Hoa Ngô có H6 ạ. Mã này các chị comment là gió 6 cho em, đây là áo gió các chị này. Nó có mấy màu đấy các chị? 3 màu cho em ạ, hồng, đỏ với vàng. Màu hồng, màu đỏ, màu vàng cho em. Được chưa ạ? 200.000 một áo. Trong vụ là 380.000 đấy các bác. Được chưa ạ? Trong vụ em có dám bán áo này đâu, nhập vào nó cao quá. 380.000 là thuốc nào bán rẻ, người ta bảo bán 380 thôi. Chị Đào Nguyễn ok, chốt H6 màu đen trắng này. Đây các bác ạ, mã này các chị comment cho em là giá gió 6 cho em ạ. Gió 6 trên màu hồng này, gió 6 màu vàng và gió 6 trên màu đỏ, kèm số điện thoại cho em. Giá là 200.000. Hàng Quảng Châu ấy các chị nhá. Rồi, lên các chị một cái mã áo phông nữa nhá. Lên các chị một mã áo phông đá cổ tròn nữa. Ok, chị Đào Nguyễn có số điện thoại chưa ạ? À rồi ok, có màu đen trắng H6 và gió 6. Mã này các chị comment cho là H7 ạ. H7 và kèm số điện thoại cho em. Ok
ok chị ạ, H7 và kèm số điện thoại cho em hình mũ nữa chị ạ. Mũ gì cho em? Em có hồng đậm, hồng nhạt, màu đen nhá. Hồng đậm, hồng nhạt, màu đen, chị lấy cho em size L, mã này có 2 size L, XL. Cho em dưới 60 cân. Dưới 60 cân em chốt đơn nhá. Các chị lên đơn hàng trên là H7 ạ, kèm số điện thoại tặng các chị cứ nốt giá đẹp này, lên áo không được tay này, còn lốt tốt đằng sau, còn lốt tốt đằng sau thì em không còn nhiều, chị ơi chú ý đó còn màu đen thôi. Đây là H7 cho em sale 110.000 nốt, các chị dưới tầm 60 cân đổ về. Chị ơi nhiều em là cái áo kia nhá, đấy khác này này, khác bỏ về đấy. Hồng, hồng đen, hồng đậm, hồng nhạt với màu đen, ba màu cho em ạ. Áo này là bao nhiêu chị nhỉ? H7 đúng không? Em 54 cân chị ơi, 54 cân cao mét 58. Chị Trần Thị Nga ok, em chốt là H6 màu trắng ạ. Chị Thu ông Nguyễn ok, em chốt là H7 màu hồng đậm dùng đơn này. Màu hồng nhạt này trước đẹp các chị này. Đợt trước em cũng có màu hồng hồng nhạt này mà chốt cơ ấy. Đợt trước về nó chỉ có lẫn vài chiếc mà các chị có tranh nhau. Cái màu hồng nhạt này tôn da cực kỳ luôn các chị ạ. Rồi ok. À, chị đang hỏi mã nào màu đỏ là cái gì, áo gió hay áo phông? Gì chị ạ? Giờ sáng màu đỏ ok. À, áo gió màu đỏ thì em lên từ đầu đến giờ hình như là mấy mã có màu đỏ ấy chị, áo gió ấy. Nhiều mã màu đỏ lắm. Một hai chiếc thôi. Để chạm mỗi màu còn 1-2 chiếc, chị nào lấy các chị lên đơn nhá. Đi dùm chi tại nó em mặc trước nó bị lẫn vào thôi. Nốt con này mẹ em nghỉ rồi các chị này. Mai là gió 7 cho em. Gió 7 là 1X2X này. Vàng em còn 1X2L, 2XL. 40, 60, 2, 63 cân. Đâu được 1X nào rồi. Đây các chị này. Đó, bên nào đang bên nào. Gió 7 cho em.
màu em ơi, ba màu là hồng đậm, hồng nhạt, màu đen. Còn áo gió này em chỉ có 4 màu, là màu vàng này, màu đỏ, màu hồng với lại màu đen, 4 màu nhá. Áo này là gió 7 cho em ạ, gió 7 cho em 200. 200 nghìn. Màu đỏ á. Chị muốn áo phông màu đỏ gì nữa em một tí, em lên một mã này màu đỏ chị luôn. Chị nào trước comment là gió này là gió 7 ạ, gió 7 kèm số điện thoại cho em 200 nghìn. Tất cả đằng sau là theo cho em nhá. Đằng sau là hàng theo. Đó, chị nào lấy các chị comment mã hàng mà kèm số điện thoại cho em 199 thì 200 nghìn một áo. Chị chạy vào bên ngoài nó là vàng đậm luôn ạ. Ôi màu đỏ này. Đỏ đây. Đằng sau thêu hết cho em này, chất đẹp, dày dặn luôn, cầm nặng tay. Để chạm gió 7 và kèm số điện thoại cho em. 10 áo nguyên màu đỏ á. 10 áo gì? 10 áo phông nguyên màu đỏ. Nó hình khác nhau có được không chị? Hình khác nhau có được không? Hay là chị đặt đồng phục phải giống nhau hết hay như nào? Tại vì bây giờ tìm 10 áo phông nguyên màu đỏ hơi khó. Thì hàng sale thì nó, nếu mà màu hồng hay màu khác có, màu đỏ em sợ có ít thôi. Một mã nó chỉ có lẫn vài chiếc màu đỏ. Đỏ này đấy. Mã này gió 7 trên màu đỏ. Các chị nhìn cho em từ cái khóa này. Chị Thanh Nguyễn ok ạ. Chị Huế Nguyễn ok em chốt đơn. Chị Tâm Mai rồi ok em chốt đơn hàng ạ. Gió 7 và kẻ số điện thoại cho em nha. 200 nghìn một áo. Có túi về các chị dành cái túi cho em này. Về dành túi ra cho em nha. Gió 7 nha. Đây này, mỗi một mã nó chỉ có vài chiếc, làm gì không nên chụp cái luôn ý, không có chụp cái màu đỏ luôn ý. Bởi vì hàng này hàng gột sale, tự dưng là hàng gần 200 nghìn, giờ bán có 110 nghìn. Cho nên là nó chỉ có số lượng như thế thôi chị ạ. Đấy, chị đào chút gió 7 trên màu đỏ kèm số điện thoại cho em ạ, 200 nghìn một áo. Ok chưa, 200 nghìn đồng, các bác lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em nhá. Xịn lắm luôn, các chị này hình theo cho em ạ, chữ theo. Dòng chữ theo cho em ạ, gió đẹp xuất sắc luôn. À chị đồng phục à. Nếu mà màu đỏ có thể là nó có hai hình khác nhau đúng không chị? Nhưng bây giờ tìm một hình hơi khó. Nếu mà đầu mùa thì không sao, nhưng kiểu bây giờ nó gần như là cuối mùa rồi, cho nên là em sợ nó không đủ đâu. Hai hình cũng được đúng không? Hay là phải nhất thiết là phải một hình. Đây là có 1X, 2X hay sao? Đây 4XL luôn này. 2XL. Đây cái mã này lại toàn 2X với 3X, 4X thì chị 2X với 4X. Đấy, cái này không biết là phong to hay phong nhỏ đây mà. Chất đẹp lắm. Cái này nó không phải hàng xưởng. Đang cái chị này. Mã này là phong to các chị yêu. Nó này là 2X với 4X này, màu đỏ này. Hôm nay các chị phải tầm 55 cân đến tầm khoảng là 65-70 cân nhỉ. 55 đến 70 cân em có sai nhá. Ok chị ạ, 55 cân đến 70 cân thì em có sai, 54 cân đổ lên ạ. 2XL đến 4XL ạ. Mà màu đen thì em có 1X. Đây cả màu đen, màu trắng này. Chị ạ, có cả đen luôn, 110 nghìn một áo. Mã này gió đỏ, chị Nguyễn Dung comment mã hàng cho em là gió 6 nhá chị nhá. Cái gió đỏ em vừa mặc xong là gió 6, các chị comment đúng mã họ em với em lên 6 bộ áo gió. Bây giờ chị comment gió đỏ em không nhận mẫu nào luôn ý. Áo có sai chứ chị, áo như em có sai mà, áo không có sai và áo gió có sai chứ chị nhá. Đây là màu đen, chị yêu lấy màu đen các chị lên đơn cho em ạ. Đen XL. XL form này các chị trên 50 cân đổ lên ạ, 50 cân đến tầm khoảng 58 cân. Đó, 110 nghìn, mã này là mã gì nhỉ? H8 đúng không? H8 cho em. Đấy chị ạ, H8 một kèm số điện thoại cho em, 110 nghìn một áo. Đỏ đen trắng ạ. Đây màu trắng này. Mã này đánh size 1X là bé nhất đấy chị ạ. Nó không có SML, nó có XX, 3X, 4X. Đây
màu trắng ạ. Chị nào lấy màu trắng thì các chị lên đơn nhé. Chất thì mát lịn luôn. Toàn bộ là hàng Quảng Châu ạ. Chị Miên Hà lên số điện thoại kèm mã hàng giúp em nhé. Chị Nguyễn Vân ok em chút đơn gió 6 này. Được chị ơi, đổi thoải mái. Mình nghe gió 7 chưa? Nghe gió 7 rồi. Rồi ok. Đây ạ. Nói chung là mấy màu đều đẹp luôn, đỏ đen trắng là ba màu cơ bản. H8 đỏ ok chị Lý kép đấy. Cái mã này thì có màu đỏ size to này. Lấy hàng 4XL các chị đến 70 cân. Nguyễn Dung rồi ok này, gió 6 ạ. Mấy cũng muốn nói. Rồi chị Hiếu Mai rồi ok chốt đơn H8 ạ. Đây H8 đỏ đen trắng nhá. Trắng có hàng không chị? Có. Trắng có này, chị nào lấy trắng các chị lên trắng cho em ạ. H8 mà kèm số điện thoại cho em. Chị đưa em thích bộ ok đó. Bộ cuối live stream tặng kèm đơn luôn 100.000 một bộ ok. Hồng đậm size của chị bao nhiêu cân đấy? Chị Hương Trần rồi ok, 60 cân dồn đơn. Chị Nghị Nguyện có H8 màu đỏ. Chị Lý Kết ơi, cái màu hồng đậm ý, nếu mà size to cùng lắm anh đến XL thôi. Đấy, nếu mà chị tầm khoảng 62 cân thì chị gặp được chị nhá. Còn riêng cái màu đỏ của mẫu này thì em mới có size 4XL thôi, chứ còn mẫu khác thì không có. Đây đồ bộ đây ạ. Đồ bộ ở nhặt mặc nhà nha các chị yêu. 100.000 một bộ. Với chạm 100.000 đồng một bộ. Các chị lên cho là bộ này là mã gì ạ? H9 cho em. H9 mà kèm số điện thoại em có hai size là ML. Các chị chọn màu chọn size vừa giúp em nhé. Chọn màu chọn size vừa. Lên phông có cổ. Em phông có cổ, hiện tại em đang hết hàng phông có cổ rồi chị ơi. Chị Linh bảo rồi ok. À. Đây, lên một cái mẫu này nữa này. Chị ơi, cái lốp tốt cái hình mũ đâu ấy nhỉ? Ở trên kia kìa. Đấy em với. Em lên một mẫu này nữa cho các chị luôn. Một mẫu này thì có đủ màu đủ size này. Mã này các chị lên cho là mã C1 cho em. Hả? Để chị ạ, C1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đây các chế đây. 65 cân đổ về em có size vừa nhá. Chưa? MLXL đúng không? MLXL em có 3 size 40 cân đến 65 cân. Các chị lên mã này cho em à, này 140 các chị này. 140, mã này là mã C1. Chị Vũ PL ok chốt H8 màu trắng này. Linh Bảo ok có H6 màu xanh. H6 màu xanh. H6 là cái gì nhỉ? H6 là gì có màu xanh. Chịu các chị toàn comment ở đâu ấy. Em không có cái H6 màu xanh mà chị, em H6 có màu đen đúng không? Màu đen màu trắng luôn. Chị lấy đâu màu xanh chị chốt vào vậy? Mã này là H mấy ạ? H9 cho em nhá. H9 màu, à quên, C1 đi. C1. Dạ, lên mã C1 giúp em với. C1 cho em màu này là màu cam này, cái chị này, màu cam này. Để sợ màu em mặc là màu nâu. Thanh Ngọc ơi, cái đấy 70.000, đằng sau ấy, sơ mi là xanh, đằng sau 70.000 em sell. Đây các chị này, màu trắng cho em. Trắng này, MLXL 3 size các chị 65 cân đổ về cho em nhá. 40 cân đổ lên, dáng này dáng tốt ngắn cho em. Ngắn nhưng không ngắn quá các chị ơi, dáng tốt ngắn vừa cho em như này. Ok chưa, màu xanh này, màu đen này, màu đỏ. Nói chung là nó sẽ có 7 màu các chị luôn. Vàng còn không? Vàng nguyên XL đó. Vàng em còn nguyên sẽ XL luôn. Đó, chị nào chốt đơn mã này các chị lên đơn chị là H9 ạ, kèm, à quên, C1 kèm theo màu với số điện thoại cho em. C1 kèm theo màu với số điện thoại cho em ạ, 140.000 một áo. Được chưa, các chị ý chất cho em này, hàng của là hàng 220 rồi sản các chị nốt 140. Đó, các chị nhìn cho em ạ, dòng mũ đá cho em này. Đính đá mũ cho em các chị yêu. Chất đẹp cả cái con này dễ mặc cực kỳ luôn.
Chị Thanh Vân đợi em một chút nha, tí lên bộ đồ luôn ạ. Chị cũng hoa ok chút hát 8 màu đỏ ạ. Đấy, các chị chọn màu, chọn size vừa cho em. Tất cả em có 7 màu. Có 7 màu các chị yêu mình luôn. 140.000 một áo ạ. Đây bộ đây, bộ chị nào lấy bộ các chị lên bộ cho em là bộ gì ạ? Bộ đùi và kèm số điện thoại cho em. 100.000 một bộ, hàng 175 bây giờ sale có 100.000 nha các chị này. Chất gọi là cực thích luôn ạ. Form các chị dưới 60 cân cho em nhé. Form dưới 60 cân đầu về cho em bộ cánh tiên em có là xanh với hồng. Được chưa? Em có hai màu là xanh với hồng. Chị Hoàng Thị Yên rồi ok cho là C1 này. C1 em có sẽ có là hai size là size M với size L. Để chạm mặc này cho nó thoải mái, nhẹ nhàng mặc ở nhà các chị nhá. 60 cân đổ về em chốt đơn. Chị Hoàng Điệp ok chốt C1 ạ. Chị Hoàng Thị Yên có màu cam rồi ok. 45 cân chị lấy size M, size bé nhất cho em nhá. Đấy bộ này các chị mặc ở nhà cho em ạ, dưới 60 cân em chốt đơn. Trời ơi Hoàng Điệp lâu lắm mới nhìn thấy chị xuất hiện vậy. Chị bất tích trên bản đồ thế. Chị Nghị Nguyễn ok chốt C1 nâu. Hoàng Điệp có C1 của em nhìn thấy chị rồi. Đấy, các chị chọn cho em màu xanh và các chị chọn cho em màu hồng. Bộ này là hàng 175, bây giờ xả nốt 100.000 bộ các chị này. Chất đẹp mát các chị nhá, đây màu xanh cho em. Đấy, khách em cứ toàn lấy 2-3 bộ một thôi, mặc ở nhà nó xuống thoải mái, chất này là chất của nó đũi lụa cho em. Chất đũi lụa và hai size là size M với size L. Đơn lúc chưa gọi xong hết đâu chị ơi. Nếu các chị để chắc chắn lần nữa thì các chị cứ để lại số điện thoại cho em. Ngày mai nhân viên em sẽ gọi lại cho các chị nhá. Nếu mà tránh trường hợp bị sốt đơn hàng ấy, các chị để lại cho em số điện thoại một lần nữa đi chị Phạm Hường nhá. Bộ này là bộ đùi đi. Bộ đùi cho em 100.000 một bộ. Chất sướng. Để chạm đường kim cũng chỉ sắc nét và chất này là không bị nhăn nhiều đâu các chị ạ. Nó gọi là hơi nhăn nhăn thôi. Em nói luôn ý. Thế còn trên live thì có nhiều chị bảo là chất này có nhăn không. Em không khẳng định là chất này là nó sẽ không nhăn 100%. Nhưng mà nó sẽ là ít nhăn hơn là cái dòng chất lanh. Đây là dòng của nó là dòng lụa đũi cho em, đũi lụa ấy. Đấy, mặc của nó siêu thích luôn ạ, nhẹ nhàng, mặc mát. Chị em mặc ở nhà rất là thoải mái luôn. Có là hồng với xanh các chị này. Nói chung các chị chọn cho em cái size vừa, còn hình thì có thể em nhặt cho các chị hình ngẫu nhiên nhé các chị nhá. Đây các chị này. Đó, 100.000 một bộ. Hôm đấy xả 120.000 một tranh nhau. Bây giờ em tặng các chị bộ này có 100.000 thôi. C1 với lại hai bộ rồi ok. Bộ đùi màu xanh hồng ok chị Thương Phạm này, chị Nguyễn Hương Vĩ rồi ok. Chất này mặc thích lắm luôn các chị yêu. Toàn bộ nếu mà nhà em bán 175.000 ý thì ngoại trường người ta bán trên 200 cơ. Bây giờ em thanh lý có 100.000 đồng để em xả em nghỉ dịch cho các chị yêu. Thì chẳng còn bao nhiêu bộ em thanh lý hết. Còn thế này tầm khoảng là 3-40 bộ thôi. 3-40 bộ của mẫu này thôi ạ. 100.000 đồng một bộ, 3.000 có xứng đáng không ạ? Cái này nó không phải hàng may gia công nhé, toàn bộ hàng này hàng công ty cho em. Toàn bộ hàng công ty cho em này, chất xuống. Để chạm đường kim bộ chị sắc nét. Bộ đùi và kèm số điện thoại cho em 100.000 nhé các chị nhá. Chị Vũ Hoa rồi ok, chị nào có đơn các chị cứ lên số điện thoại cho em với. Tắt cho em quạt. Lạnh lạnh rồi đấy, bây giờ bắt đầu lạnh rồi đấy. Hay là người em nó mệt không biết. Rét mà. Ôi. Thế là ngày mai bắt đầu là Hà Nội giãn cách à? Không giờ ngày hôm nay đúng không? Không giờ đêm, không giờ ngày hôm nay. Nhiều tỉnh giãn cách. 6.000 ca. Đấy. Sợ nhỉ? Không nghĩ là về nhà đấy. Sợ nhỉ? Mày chết ta đi rồi. Không đùa được đâu. Sợ. Không có máy thở là chết. Chị Hậu, Giang Hậu rồi ok em chốt đơn.
chị cứ làm luôn cả hai bộ đi, một xanh một hồng đi, cho mặc cho ở nhà cho thoải mái. Nó nhẹ lắm, mặc ở nhà nó nhẹ, nó mát, không bị nóng. Thôi em nghỉ nhá các chị nhá. H4 màu đỏ ok chị My Hà. Để trưa mai em lên được không ạ? Trưa mai em lên phục vụ các chị yêu những cái mẫu lẻ nhá các chị nhá. Bye bye các chị yêu ạ. Chúc các chị ngủ ngon.